xuyên qua đến võ đạo hưng thịnh yêu ma khôi phục thế giới vương ca kế thừa đất phong của bậc cha chú trở thành chư hậu vương một phương võ đạo thiên phú bình thường hắn vốn định làm cái đơn giản khoái hoạt vương gia thế nhưng bên ngoài có triều đình tước phiên di diệt tam tộc thủ đoạn tàn nhẫn bên trong có mang nhân vu cổ làm loạn đất phong bách tính khổ không thể tả càng có yêu ma sống lại quỷ dị thường xuyên loạn thế sắp đến cũng may vương ca ngẫu nhiên gặp được một tôn thiên địa sinh dưỡng thạch thai linh hầu. Thạch thai linh hầu Thiên địa tinh linh, thần ma chi chủng, thông biến hóa, thức thiên thời, biết địa lợi, đấu chuyển tinh di. Bởi vì mạc pháp đại thế, linh khí tinh túy cấp dưỡng không đủ, thai miên thạch sát, linh trí mong muội Có thể đem linh trí hồi phục, hóa thành phân thân, một lần nữa thai ngán. Vương ca phát hiện mình có thể cùng hưởng năng lực cùng thiên phú của thạch thai linh hầu, chỉ cần thạch thai không ngừng phát dục, chẳng những thiên phú tu luyện sẽ không ngừng tăng cường, thậm chí trở thành yêu nghiệt võ đạo đương thời. Càng là có thể mượn thần thông thiên phú, mưa thuận gió hòa, trị quốc an bang, trở thành thánh chủ minh quân. Thạch thai linh hầu chỉ là bắt đầu, khi địch nhân thủ đoạn hết ra chuẩn bị vây giết vương ca cái này tuyệt thế vũ thần lúc, ý đồ công phá quốc gia của hắn lúc, lại hoảng sợ phát hiện hắn trong lãnh địa đi ra một tôn lại một tôn khủng bố cự thú. Tiểu thuyết máu chốt thần quỷ hồi phục. Từ thạch thai linh hầu phân thân bắt đầu không đạn cửa sổ, thần quỷ hồi phục. Từ thạch thai linh hầu phân thân bắt đầu TXT toàn tập đao loạt, thần quỷ hồi phục. Từ thạch thai linh hầu phân thân bắt đầu chương mới nhất đọc. Chương 1 Việt Vương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Việt Vương 2 năm Dahiun, Kyoto, tháng 2 gió mát hiu hiu, bóng đêm mông lung một đoàn xe chậm rãi rời khỏi quốc dinh, chạy về phía đường phố. Quy mô đoàn xe có chút khí phái, đi theo hơn một ngàn người, có nghi trường, có hộ vệ, mà ở giữa đội ngũ đặc biệt là bốn cổ xe ngựa màu đen che bằng xà phòng càng nổi bật, trên tinh kỳ có một chữ Việt, Long Phi Phượng Vũ. Nhưng mà lúc này cả tòa kinh đô phản phất như cự thú ngủ đông trong bóng tối, người đi theo đều buồn bực không lên tiếng, vẻn vẹn chỉ có bánh xe lăn tăng cùng ngựa hí vang, có vẻ lẻ loi. Bất quá theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần sáng sủa, kinh thành cũng nổi tiếng. Trước hết là bá quan triều đình, đầu đội mũ dài, tay ông ngọc bản, hội tụ ở ngự đạo, trùng trùng điệp điệp lên triều. Mà ở ngoài hoàng cung, tuy là đầu xuân tiết trời, hơi có trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại ngăn cản không được dân chúng nhiệt tình, nhau nhau đi ra khỏi nhà, buôn bán nhỏ đi dọc đường rao bán đường phố thủ đô cũng bắt đầu náo nhiệt. Lúc tia nắng ban mai hừng đông, đã là thành phố Châu Ngọc, hộ doanh La Khỉ, tiếng người ồn ào, rất khí phái. Từ ba năm trước, huyền vương ở cự mục đại phá vũ vương bộ khúc, võ vương tự cho là đương thời đệ nhất vũ thần không cam lòng chịu nhục, cùng đại huyền quân đẫm máu chém giết, một người chém giết ba ngàn người, ác chiến ba ngày ba đêm, cuối cùng kiệt sức mà chết, chết trận xa trường. Võ vương bại vong, sau đó chính là huyền vương định đỉnh trung nguyên, tiến tới xưng đế, đại huyền vương triều thành lập, vạn tượng đổi mới đây là một cái tân sinh đế quốc từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều tản ra một cổ bừng bừng sinh cơ vạn vật cạnh tranh khí phái trên đường phố từng đội sĩ tốt bội đao cầm giáo tuần tra ở phố lớn nhỏ nhỏ kinh thành khuôn mặt lạnh lùng của bọn họ giống như binh khí hàng quang lóe ra canh phòng nghiêm ngặt trên phố thì bất luận kẻ xấu nào dám làm gian phạm pháp đế quốc này còn rất trẻ còn có rất nhiều tai họa ngầm tiềm tàng một vị lão binh kinh nghiệm sa trường, theo đồng nghiệp tuần tra trên đường phố bảo đảm trị an. trong lúc bất chợt trong đám người truyền đến một chút thanh âm sao động, lão binh phát hiện ánh mắt di động dẫn vào tầm mắt chính là một lá cờ theo chữ Việt rồng bay phượng múa Việt Vương. đồng tử lão binh hơi co lại. đây là một trong bảy vị vương khác họ được hoàng đế sắc phong. trước khi đại huyền thành lập, huyền vương liên hợp các chư hầu khác tranh bá thiên hạ với võ vương cho đến khi võ vương binh bại, huyền đế cảm động và nhớ nhung bảy vị chư hầu lao khổ công lao cao, trong quá trình đánh bại võ vương làm lớn cống hiến, phong vương vị, phân phong quốc. Việt vương là một trong bảy vị vua. Lão binh nhìn đội xe ngựa này xuất hành quy mô, đột nhiên nhớ tới mấy ngày gần đây nghe đồn. Lão Việt vương bị thương cuốn thân, hai tháng trước bất hạnh qua đời, hiện giờ cần công tử ở Kinh Thành trở lại việc địa kế vị. Nghĩ tới đây, ánh mắt lão binh ngưng tụ có thể nhìn thấy đoàn xe Việt Vương xuất hành, dân chúng tự phát lui tới hai bên đường, nhưng mà những dân chúng kinh thành này thần sắc lãnh đạm, vẻn vẹn chỉ là ngại thân phận Việt Vương, cúi thấp đầu, không lựa chọn nhìn thẳng. Nơi đoàn xe Việt Vương đi qua giống như là bị đè lại nút tạm dừng, trên đường phố hết thảy thanh âm náo nhiệt ồn ào đều biến mất, phản phất kinh thành phồn hoa cũng không thuộc về nhân mã Việt Vương. Cảm nhận được bầu không khí vi diệu trong đó, trong lòng lão binh trầm xuống. Tự Hồ đang đánh bại Võ Vương Hậu, đại huyền bọn họ liền xa lánh những chư hầu đã từng kề vai chiến đấu này. Lão binh không rõ lắm nguyên nhân trong đó, dù sao hắn chỉ là một võ tốt xuất thân rễ cỏ, chưa từng đọc qua sách gì, có thể nhận ra tên cũng không kém nhiều lắm. Đi, đi chăm sóc một hai, không nên có người không có mắt đụng vào khung xe của Việt Vương. Bên tai truyền đến thanh âm, là đội trưởng gọi hắn hành động. Lão binh nghiêm mặt lập tức cùng cấp trên đi trông coi việc vương xuất hành. Dân chúng cùng võ tốt xếp hàng hai bên đường, im lặng không lên tiếng, lặng lặng chờ việc vương rời đi. Trong lúc bất chợt, hành động trên xe ngựa, xuống một người. Người này trước kia ngồi ở bên phải khung xe Việt Vương. Xe ngựa thường chở ba người. Ngự thủ đứng ở giữa, khống chế xe ngựa, mà người tôn quý, cũng chính là việc Vương, ngồi ở bên trái. Về phần vị trí bên phải, thì là việc vương thân tính hoặc là cận vệ mới có thể ngồi. Người xuống xe là người ngồi bên phải. Người nọ đeo một thanh thắt lưng đao, lấy da cá mập đen làm vỏ, nội liễm ám trầm, nhưng người hiểu nghề liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thanh bảo đao này giá trị xa xỉ. Đây là một vị nam nhân trung niên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lấp lánh hữu thần, nhưng mà tóc mai sương trắng, cùng với nếp nhăn khóe mắt đều nói rõ hắn không còn trẻ nữa bất quá dáng người hắn thẳng tắp như lỏng lẻo một thân trang phục bị cơ bắp căng phòng trung niên nam nhân bước đi như bay từ chạy trên giá xe nhảy xuống sau liền một bước hai trượng đi tới hai bên đường phố đứng ở hai bên đường phố binh lính vừa thấy nam nhân tới gần liền cảm giác được một cổ khí tức hùng hậu đập vào mặt người này là võ đạo cao thủ ta còn lâu mới bằng hắn binh sĩ âm thầm nuốt một ngụm nước miếng nhìn nam nhân tới gần binh lính theo bản năng nắm chặt binh qua đứng lặng trong tay kiên trì âm thầm khẩn trương nhưng ai ngờ sắc mặt người đàn ông trung niên hơi xấu hổ câu đầu tiên mở miệng chính là công tử nói rời khỏi kinh thành sẽ không được ăn những mỹ thực phố phường này binh lính sửng sốt quay đầu nhìn lại phát hiện phía sau lại là một quán bánh nướng hành hoa cùng với một sạp việt quay bơ đây quả thật là hai quán ăn ngon rất có danh tiếng trong phố phường kinh thành vẻ mặt binh lính căng thẳng, sau đó nhường đường cho nam nhân. Người đàn ông trung niên lúc này mới từ trong ngực móc ra đồng tiền, ở ven đường mua sắm đồ ăn vặt phố phường. Khi người đàn ông trở lại giá xe, tay trái tay phải đã xách theo túi lớn túi nhỏ. Mà khi nhìn thấy động tác của tôn vương bên trái khung xe kia, binh lính khẽ đập mắt, tầm mắt dời đi, không dám nhìn thẳng. Không phải không thể nhìn thấu uy nghiêm của vua, mà là vị vua này. Hắc hắc, cho ta đi, ra khỏi kinh thành sẽ không ăn được con việc mềm như vậy. Chỉ thấy trên giá xe bên trái là một thiếu niên 16 tuổi, thân nga quan bát đái, theo y ti nhiều lần, hoa văn có nhật nguyệt tinh thần, hoa điểu ngư trùng, cực kỳ quý phái. Nhưng thân hình của hắn lại có vẻ đơn bạc, tựa hồ chống đỡ không nổi y bào hoa quý rộng thùng thình này. Bất quá da mặt thiếu niên thật tốt, khuôn mặt trắng nõn giống như trăng sáng, sống mũi cao thẳng, màu môi tươi đẹp, hai tròng mắt giống như tranh mực thần thái phi dương, không nói quý khí bức người đi, vậy cũng có thể xem như bộ dáng trọc thế công tử. Nhưng đôi mắt đen nhánh sáng ngời của vị công tử này lại nhìn chầm chầm đồ ăn hộ vệ nhà mình mua về. Đây chính là người thừa kế đương kim Việt Vương, công tử Vương Ca. Mọi người có thể thấy người thừa kế Việt Vương kia ở một khắc hộ vệ bên người lên xe, liền xin ăn. Nam nhân trung niên tóc mai hoa trầm bất đắc dĩ nói. Công tử, chú ý dáng vẻ hắn là hộ vệ bên người công tử Vương Ca, tên là Yến Phi, từ khi công tử Vương Ca 9 tuổi lên, liền bên người bảo vệ an toàn tính mạng công tử Vương Ca, nhưng là nói là người công tử Vương Ca tín nhiệm nhất. Mặc kệ dáng vẻ gì, ngươi cứ cho ta trước là được. Công tử Vương Ca biểu môi, có vẻ khẩn cấp, việc chiên này chính là thời khắc vừa ra khỏi nồi, da mới giòn, thịt mới có nước và co giãn. Cái này phải để lâu, bánh xốp mềm mại, thịt vịt củi già, nước lạnh nhạt, hương vị kia giảm mạnh. Yến Phi khóe miệng co quắp, chung quy không làm gì được nhà mình chủ tử, để trong tay đồ ăn cứ như vậy cho đoạt lấy. Công tử Vương Ca chính là như vậy hết sức chân thành chi tâm, tùy tính tiêu sái, tất cả mọi người thói quen. So với công tử một tháng trước nói qua kinh thế hải tục chi ngữ, chỉ là lấy chút ăn ra chút dương tướng mà thôi, không tính là cái gì. Yến Phi không khỏi nhớ lại chuyện đã xảy ra một tháng trước. Ngày đó, Huyền đế triệu kiến vương ca, nói là việc vương băng hà, dựa theo chế độ kế thừa, vương ca nên về Việt Nam kế thừa vương vị. Nhưng ai biết công tử vương ca nói cái gì? Nơi đây vui vẻ, không nghĩ tới. Làm gì có người thừa kế như vậy? Tuy rằng mọi người đều biết, Việt Nam nằm ở Nam Cương, mảng lớn lãnh địa đều là nơi hoang dã chưa khai hóa, kém xa phương Bắc và kinh thành phồn vinh. Nhưng những lời này không nên là người thừa kế Việt Vương ngươi nói ra miệng hoang đường hoang đường quả thực hoang đường đến cực điểm trong lúc nhất thời công tử vương ca trở thành chuyện thú vị riêng tư của toàn bộ vương công sĩ tộc đại huyền vương triều còn có sử gia muốn đem lời nói kinh thế này ghi lại trong sử sách cung cấp cho hậu nhân tiêu khiển cái này tốt đều thành chuyện cười của đại huyền triều đình rồi nhưng mà người khác cười ta quá điên ta cười người khác nhìn không thấu vương ca trong lòng biểu thị ủy khuất ta một cái xuyên việt giả ta dễ dàng sao? Nhìn chiếc xe dần dần chạy ra khỏi cổng Bắc Kinh. Trong lòng vương ca gọi một câu. Phiến đá. Sau một khắc, vẻn vẹn chỉ có vương ca có thể nhìn thấy hiện ra nữa trong suốt màu xám rộng rãi phiến đá xuất hiện. Bề mặt phiến đá loan lỗ tan thương, làm cho người ta có một loại cảm giác dị thường cổ xưa. Nhưng mà vương ca vẻn vẹn chỉ có thể triệu hoán ra này phiến đá hư ảnh, lại không cách nào đối với nó làm cái gì. Ta từ xuyên việt đến thế giới này lên, khối này phiến đá hư ảnh liền vẫn nương theo ta, ta còn tưởng rằng đây là xuyên việt giả ngón tay vàng đâu rồi, cũng không nghĩ tới này không nhiều năm đi qua, phiến đá cư nhiên một chút phản ứng cũng không có, dù là ta hiện tại đã thoát khỏi giam lỏng, rời đi kinh thành, nó vẫn là một chút động tĩnh cũng không có, phiến đá này đến cùng nên dùng như thế nào a. À? Vương Ca sâu kín thở dài, tâm niệm khẽ động, phiến đá hư ảnh biến mất không khỏi nhớ lại chính mình xuyên qua tới nay kinh nghiệm. Hắn đời trước là Lam Tinh quê nhà người bình thường, cả đời này vừa mở mắt, liền thành oa oa rơi xuống đất trẻ con, là Việt Vương con thứ ba. Đương nhiên khi đó Việt Vương còn chưa được phong làm Việt Vương, vẽn vẹn chỉ là một chư hầu ủng binh tự trọng. Dựa theo thế giới này đích trưởng tử kế thừa chế độ, theo lý mà nói Việt Vương cái này tước vị hẳn là rơi không đến Vương ca cái này để tam tử trên đầu nhưng thế giới này ở ba năm trước vẫn là chư hầu vương chinh chiến, quần hùng các cứ cục diện, tương đối hỗn loạn. Vương ca hai cái huynh trưởng chính là ở trong loạn thế này liên tiếp qua đời, cho nên quyền thừa kế liền rơi vào vương ca trên đầu. Nhưng mà tước vị này cũng không phải dễ thừa kế như vậy. Cái gọi là tướng ở bên ngoài, quân mệnh có chỗ không chịu, việc vương bởi vì đánh không lại võ vương, ngược lại đầu nhập vào huyền vương, liền đem con trai trưởng duy nhất cũng chính là vương ca, coi như con tin ở lại kinh thành. Proton là gì? Chính là đem người thừa kế của mình làm con tin giam lỏng ở trong kinh thành, đặt ở trước mắt quân chủ, đây là một loại lợi thế song phương hợp tác. Vương ca là bị chính mình cái kia tiện nghi lão cha lưu lại kinh thành. Có thể nói, hắn từ 9 tuổi trở đi liền cơ bản đời ở trong kinh thành chưa từng ra ngoài, nhất cử nhất động còn bị Huyền Vương bí thám âm thầm giám sát. Đều nói là vô tình nhất đế vương gia một khi chuyện gì lên tới quyền lực mặt, cái gì cốt nhục huyết thống đều phải nhường đường. vừa xuyên qua đến thế giới này, vương ca liền sâu sắc hiểu được đạo lý này. khi hắn còn nhỏ, phần lớn thời gian đều suy nghĩ làm sao kích phát năng lực phiến đá, thời gian khác lại là cầu nguyện. lão cha tiện nghi kia của mình ngàn vạn lần đừng nóng đầu lên, mưu phản phản nghịch a, bằng không cái mạng nhỏ này của hắn khó giữ được. may mắn, hắn cái kia tiện nghi lão cha vẫn là có đạo đức huyền vương bảo trì đồng minh quan hệ, cùng nhau đánh võ vương. Một khắc vương triều đại huyền thành lập, một thanh đao treo trên cổ vương ca trốt cục bị dở xuống. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Cha trẻ tiền của vương ca được phong vương, trở thành một trong bảy vị vua khác họ của vương triều đại huyền. Theo lý mà nói, liệt thổ phong vương đã là thành tựu lớn nhất của đời người, làm người thừa kế việc vương, vương ca hẳn là cao hứng mới đúng. Hắn cái gì cũng không làm, dựa vào chính mình huyết mạch liền có thể xưng vương đây đã không phải là thắng ở vạch xuất phát mà trực tiếp nằm ở vạch đích nhưng vấn đề là dưới quán tính của vương triều đại nhất thống nhu cầu tập quyền trung ương để vương nào không hy vọng quyền thế của mình tăng thêm một tầng hơn nữa còn phải đề phòng dị tính vương có thể tạo phản hay không cho dù lần này dị tính vương sẽ không tạo phản vậy lần sau thì sao lần sau vạn nhất người thừa kế hoàng đế không chịu nổi đại dụng không giữ được giang sơn bị vương khác họ đoạt ngôi vị hoàng đế thì sao vương ca là cái xuyên việt giả xuyên việt trước không có gì thành tựu lớn chỉ là tự cung tự cấp cơm áo không lo xem như một cái biết đủ vui vẻ người bình thường tuy nhiên ngại quê nhà vương ca lam tin có lịch sử lâu đời giáo dục bắt buộc đúng chỗ bầu không khí nhân văn nồng hậu thông tin truyền bá phát triển vương ca chưa từng ăn thịt heo còn chưa thấy heo chạy sao cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận nếu muốn thành lập đại nhất thống vương triều dị tính vương quyền thế tất nhiên là sẽ bị từng bước suy yếu thậm chí chư hầu bản thân đều sẽ bị đế vương diệt trừ dù cho thế giới này có một người có thể địch thiên quân vạn mã siêu phàm vũ lực nhưng như cũ tránh không được kết quả này đây là muốn chết rồi phong vị việt vương này trong mắt vương ca rất có thể chính là một bùa đòi mạng dáng trên trán tước phiên nhất định sẽ tước phiên đây là chuyện sớm muộn đây là phán đoán của vương ca khi còn bé làm con tin, hư hư thực thực bàn tay vàng phiến đá lại không cách nào phát huy tác dụng, vương ca mỗi ngày qua nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, hiện tại 16 tuổi, vương ca còn lo lắng trùng trùng lo lắng triều đình tước phiên. Đấu tranh quyền lực là tàn khốc nhất, không cẩn thận chính là cửu tộc tiêu tan niềm vui. Thạch bản tuy rằng không có tác dụng, nhưng cũng may, so với sáu vị khác họ vương, ta là Việt vương, trình độ uy hiếp đối với triều đình thấp nhất cái gọi là chỉ cần ta cái gì cũng sai người khác coi thường ta vương ca liền phát hiện chính mình cái này trẻ tuổi việt vương cùng cái khác sáu vị khác họ vương so sánh đất phong của hắn hoang vu nhất nhân khẩu ít nhất ở vào cực nam địa phương rời xa trung ương mặc dù có quy cách chư hầu vương nhưng vẫn kém nội tình chư hầu khác mà vị việt vương này bởi vì cuộc sống từ nhỏ căn bản không có bao nhiêu cơ hội bồi dưỡng thành viên ban quản lý quyền lực của mình lực khống chế đất phong thấp nhất, danh vọng cũng rất kém cỏi. Mà sáu vị vương khác họ, mỗi vị đều là hào kiệt từ trong tranh bá chư hầu máu và lửa đi ra, đại quyền nắm trong tay, kiêu binh mảnh tướng trong tay đông đảo, đất phong lại phần lớn là đất mở, còn chiếm cứ rất nhiều quan ải dễ thủ khó công, hoặc là giao thông yếu đạo, hổ cứ trung nguyên đại địa. Cho nên so với sáu vị phiên vương thực lực hùng hậu khác, vương ca quả thực chính là một con cừu nhỏ vô hại. Đây cũng là vương ca suy đoán huyền đế nguyện ý thả hắn trở về đất phong nguyên nhân, một mặt chính là chính mình cái này tuổi trẻ Việt vương quá nhỏ yếu, nổi lên không được sóng gió. Mặt khác, cũng tỏ thái độ với sáu vị khác họ vương, triều đình đại huyền bảo đảm quyền lực và địa vị phiên vương. Nếu không lão Việt vương vừa chết, triều đình vẫn giam lỏng người thừa kế Việt vương, thu hồi đất phong của Việt vương, vậy những vương khác họ khác thấy sẽ nghĩ như thế nào? sáu vị vương khác họ đều là nhân tinh đa mưu túc trí không cần chứng cứ gì chỉ cần vừa nhìn thấy có gió thổi cỏ lay gì đó không thích hợp lập tức tự như con nhím đem yếu hại mềm mại giấu kỹ gai nhọn đối ngoại đây chính là bất lợi cho triều đình sau này tước phiên dưới sự thúc đẩy của nhiều nhân tố vương ca bị giam lỏng mấy năm cuối cùng cũng rời khỏi kinh thành trở lại việt nam kế thừa vương vị trời cao mặt chim bay biển rộng bằng cá nhảy hào hùng khẳng định là có Bất quá vương ca cũng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị triều đình kiên kỵ, thế cho nên tại một tháng trước đối huyền đế nói ra câu kia khiếp sợ triều đình nói. Nơi đây vui vẻ, không nghĩ tới. Trong mắt người khác, tình cảm cha ngươi Việt vương nhung mã cả đời dốc sức làm cơ nghiệp, đã bị người thừa kế ngươi một câu phủ định. Nhưng càng là như vậy, huyền đế lại càng yên tâm với vương ca, hơn nữa khổ tâm cô nghệ, hướng dẫn từng bước khuyên bảo vương ca nói phiên vương là lá chắn của đế quốc thiên hạ mới định nhất định phải có phiên vương giống như vương ca đóng ở nơi quan ải trấn an dân chúng còn nói vương ca đã không nhỏ không nên ham muốn xa xỉ giật phải gánh vác trách nhiệm bậc cha chú phòng thủ biên cương ổn định gia quốc xã tắc huyền đế đều khuyên như vậy vương ca còn có thể thế nào đây chỉ có thể là miễn cưỡng tiếp nhận phong hào việt vương đương nhiên vương ca cũng qua lại lôi kéo một chút nói việc địa quá hoang vu rồi thật nhiều chưa khai hóa chi địa hắn trở về qua ngày không tốt huyền đế bày tỏ việc này dễ làm chỉ phái thợ mộc thợ rèn tư nông các nhân tài kỹ thuật đưa đến việt nam chỉ đạo sản xuất phát triển ngươi xem đi đại huyền triều đình ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ một vị thần có công nào tóm lại chính là muốn vương ca nhanh chóng trở về việc địa kế thừa đất phong sợ hắn vẫn ở lại kinh thành phiên vương khác thấy còn tưởng rằng triều đình muốn giam lỏng việt vương chuẩn bị tước phiên chỉ có bảo đảm vương ca vị việt vương này quyền lực cái khác họ vương mới có thể yên tâm lại đề phòng lơi lỏng tín nhiệm triều đình có bỏ mới có được cái gọi là bỏ không được hài tử không bắt được sói mà kết quả là vương ca mang theo hơn một ngàn người hộ vệ mở đường chạy ra kinh thành tại rời đi một khắc cuối cùng vương ca quay đầu nhìn lại kinh thành trong lòng thầm nghĩ một câu Tạm biệt, nhà giam. Hết chương này. Chương 2 Cô Thôn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Ngôi làng cô đơn đội ngũ ngàn người cùng xe ngựa trên đường đi không nhanh không chậm. Từ Kyoto đến Việt Địa, lộ trình ước chừng 4 tháng. Lộ trình nửa đoạn đầu còn tốt, có thể đi quan đạo, mặt đất bằng phẳng, trải đá xanh, xe ngựa đi lại rất thuận tiện. Nhưng đến nửa sau thì khó chịu việc địa có nhiều mạng lưới sông ngòi và đồi núi khí hậu ấm áp và mưa nhiều thường là đi năm ngày đường sẽ gặp phải một trận mưa thậm chí khoảng cách ngắn hơn nếu như là đi thuyền đường thủy còn dễ nói muốn đi đường bộ vậy có thể chịu tội đường núi gặp ghềnh quanh co lại có đất đai lầy lội bánh xe rơi vào trong bùn thường thường là phải ngựa dùng sức kéo mới có thể tiếp tục đi tiếp hơn nữa chính là trong những người đi theo lại đa số là người phương bắc khí hậu không thích hợp Thường thổ hạ tả cũng là chuyện thường xảy ra. Lúc này, đúng lúc mùa mưa mai, mưa dầm liên tiếp không ngừng. Đoàn người Vương Ca lại không thể không dừng bước. Phía trước có một thôn, chúng ta tới đó nghỉ ngơi đi." Vương Ca nói. Hắn là việc vương, trong đoàn người hắn định đoạt, hắn nói có thể nghỉ, đội ngũ mới có thể nghỉ. Bất quá Vương Ca còn bổ sung một câu. "Đi hỏi thờ thủ công đi theo còn có người nhà bọn họ." có cảm giác thân thể không khỏe, cần chăm sóc hay không? Này đi theo trong đội ngũ, ngoại trường người nhà, có hơn 150 thợ thủ công, am hiểu mộc công, luyện sắt, rèn đánh, xây nhà, làm nông. Vương ca đối với những này nắm giữ sản xuất kỹ thuật nhân tài cực kỳ coi trọng, về sau hắn cái này việc vương có thể hay không tại việc địa quá thoải mái, cũng không thể thiếu những nhân tài này. Dọc theo đường đi này, vương ca là sợ những này sẽ đẻ trứng gà mái dập đầu đụng chạm thường xuyên chiếu cố. Dù là bị bệnh, vương ca cũng muốn xuất tiền đem bọn họ chữa khỏi. Mà hành động như vậy, rơi vào trong mắt dân chúng tóc húi cua, quả thực là thụ sủng nhược kinh. Đây chính là việc vương A, trên đời này tôn quý nhất vài người một trong, lại coi trọng chúng ta những này thảo dân. Đặc biệt là có một lần, bởi vì đường trơn trượt lầy lội, một thợ mộc vô ý ngã chân, đi lại không tiện. Việc Vương lại nguyện ý lấy ngựa của mình ra, ổng vị thợ mộc kia đi lại cho đến khi vết thương lành hẳn những người thợ đi theo này cũng cảm giác đầu óc mình choáng váng việc vương tuy còn trẻ nhưng lại bình dị gần dân như vậy thân thiện với người khác điểm oán khí tàu xe mệt nhọc trong lòng các thợ thủ công bởi vì xa xứ hoàn toàn không còn ngược lại kiên định sinh ra một cổ cảm giác đuổi theo đầu óc đồ sộ cũng không gì hơn cái này đương nhiên vương ca muốn không phải những thợ thủ công này đầu óc rối bời mà là bọn họ hảo hảo sản xuất. Xác định xong đi theo thợ thủ công không có tổn thất về sau, vương ca dẫn đội ngũ hướng tới gần nhất thôn xóm đi đến. Hắn trước đó xem qua bản đồ, biết phụ cận có như vậy một thôn xóm. Nhưng mà sau khi đoàn người chân chính đến, kết quả lại khiến vương ca bất ngờ. Hồi công tử, thôn phía trước không có một bóng người, đã hoang phế hồi lâu rồi. Yến Phi báo cáo. Vương ca nhíu mày, lập tức nhớ tới lúc mình giam lỏng ở kinh thành đã nghe qua tin đồn trước khi thiên hạ chưa định các chư hầu thảo phạt lẫn nhau chiến loạn liên tục khởi động dân chúng lầm than dân chúng trôi giạt khắp nơi nguyên bản nơi ở đều biến thành thôn không người vương ca trước mắt gặp phải tình huống có thể chính là nguyên nhân này cảm nhận được chiến tranh mang đến đau xót vương ca tâm hạ trầm xuống bất quá tránh mưa nghỉ ngơi vẫn là cần thiết vương ca bảo mọi người vào hoang thôn nghỉ ngơi mà làm thiếp thân hộ vệ, Yến Phi ở trong thôn tìm một chỗ tương đối hoàn chỉnh rộng rãi gian phòng, làm nhà mình công tử chỗ nghỉ ngơi. Nhưng nếu là thôn hoang, cũng không cần trông cậy vào có bao nhiêu điều kiện nghỉ ngơi tốt, chỉ có thể cố gắng che gió tránh mưa mà thôi. Yến Phi lão luyện dân lên lửa trại, lại nhìn công tử nhà mình nhặt được cỏ tranh. Chờ cỏ tranh sấy khô xong chính là giường. Với điều kiện nghỉ ngơi đơn sơ này, Yến Phi vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng công tử nhà mình quý vi Việt vương, cư lậu thất, chiếu thảo nhi miên, cái này giống sao? Vương ca ngược lại là rất thỏa mãn, hắn xuyên qua trước so với cái này càng hỏng bét ở lại điều kiện đều trải qua, vẫn là lẻ loi một mình. Lúc này hắn nhìn hộ vệ của mình, mỉm cười nói. Đêm nay có lao yến phi ngươi gác đêm. Vương ca trong giọng nói lộ ra tôn kính, yến phi là hắn từ nhỏ đến lớn thiếp thân thị vệ, võ đạo cảnh giới không thấp, chẳng những là bảo vệ vương ca người, còn là hắn võ đạo vỡ lòng lão sư. Chỗ chức trách. Yến Phi trầm giọng nói, trong ngực ông bội đao. Lời ít ý nhiều hứa hẹn, làm cho Vương Ca cảm thấy an tâm bội phần. Ngáp một cái, hắn cũng là tàu xe mệt nhọc, sau khi an ổn lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Vương Phan hâm mộ mơ hồ mở to mắt, chỉ cảm thấy đầu óc như là đoàn tương hồ, không có tự hỏi năng lực. Hắn nhìn quanh bốn phía, vẫn là trước khi đi ngủ cô thôn lậu thất nhưng mà lại không có hộ vệ Yến Phi ở bên người. Vương ca cảm thấy bối rối và bất an. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy mưa dầm không còn nữa, trong vũ trụ treo một vần mặt trời chói chang. Nhưng mặt trời chói chang lại đỏ tươi như máu, chiếu rọi ra, huyết quang rơi vào trên người, cũng không cảm giác được chút ấm áp nào, ngược lại giống như gió lạnh thấu xương khiến người ta sởn gai ốc. Vương ca tâm cảm không đúng, nghĩ muốn phòng thân, tiện tay sờ một cái liền móc ra thanh kiếm đến. Ta cũng là luyện qua võ, tuy rằng thiên phú không được tốt lắm, nhưng trong tay có thanh kiếm, đối phó hai ba người hẳn là không thành vấn đề. Vương ca nắm trong tay kiếm, dáng tường cẩn thận từng ly từng tí hướng phòng ốc bên ngoài đi đến. Trong lúc bất chợt, nghe thấy một trận vội vàng sao động vó ngựa đạp đạp, ngoài phòng truyền đến hoảng loạn hô dết. Vương ca trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, phía sau lại có một vị cưỡi chiến mã, tay cầm trường qua binh lính. Ngũ quan của binh sĩ kia mơ hồ không rõ, như là bịt kín một tầng huyết vụ, làm cho người ta cảm giác dị thường khủng bố. Vương ca đang muốn tự bảo vệ mình, nhưng động tác của binh lính nhanh hơn, binh qua loan lỗ vết máu vung lên. Vương ca chỉ nhìn thấy một trận hàng quan hiện lên, cũng không cảm giác được thân thể mình tồn tại, tầm mắt bắt đầu trời đất quay cuồng, cuối cùng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, Vương ca nhìn thấy tên binh lính kia xuống ngựa, cầm lấy tóc của hắn, cột ở trên đai lưng của mình. Ta bị chém đầu, đầu còn bị người ta xách đi. Vương ca đột nhiên phản ứng lại, cùng lúc đó, hắn còn nhìn thấy, toàn bộ trong thôn ngoại trừ hắn, còn có thật nhiều binh lính đang cùng tay không tất sắc bách tính. Binh lính giết hại dân chúng, cũng cắt đầu hoặc lỗ tai của họ, thu vào trong túi. Cho đến khi tất cả dân làng đã giết xong, binh lính hạ vũ khí xuống, nâng lửa trại lên một bên ăn thịt nướng một bên đàm tiếu cầm bao nhiêu cái đầu người có thể đổi bao nhiêu quân công vương ca đầu cùng cái khác bách tính đầu đều bị đặt ở một khối xếp thành kinh quan vương ca mở to mắt nhìn thấy vết máu loang lỗ thi hoành khắp thôn đồng thời còn nhìn thấy một tấm đón gió tung bay cờ xí trên lá cờ có chữ võ dương nanh múa vuốt bắt mắt võ quân đội của võ vương vương ca đột nhiên phản ứng lại sau một khắc tất cả cảnh vật trước mắt biến mất vương ca mở to mắt chỉ thấy lửa trại bùng bùng nổ ra sao hỏa bên tai nghe được là tiếng mưa dầm tích tích đáp đáp ngẩng đầu nhìn lên là yến phi ông bội đao công tử ngươi tỉnh rồi yến phi hỏi vương ca há miệng đột nhiên phản ứng lại vừa mới trải qua chỉ là một giấc mộng hết chương này chương ba Thần Thạch Núi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 3 Núi đá thần ngày hôm sau, mưa tạnh Vương ca lại không có thúc giục chạy đi Nhất định phải là chờ mặt trời mọc Đem bùn lậy đường phơi khô Mọi người chạy đi mới có thể thoải mái Tuy rằng còn lưu lại cô thôn Nhưng tối hôm qua mộng cảnh lại Để vương ca cảm giác không quá thoải mái Hơi hồi tưởng một hai Hắn sờ sờ cổ mình Không khỏi liên tưởng nói giấc mộng kia của ta là chuyện đã từng xảy ra ở thôn này thôn này đã từng bị quân đội võ vương tàn sát sao mấy năm trước thiên hạ vẫn đại loạn trong số các thế lực chư hầu thực lực của võ vương là cường đại nhất bản thân võ vương chẳng những được xưng là lục địa vũ thần bản thân võ đạo tu là cực kỳ khủng bố quân đội dưới trướng lại càng dũng mãnh thiện chiến đối mặt với bất kỳ chư hầu nào võ vương và quân đội của hắn đều bị nghiền ép nhưng mà Võ Vương mặc dù cường đại, lại bảo thủ, không thi nhân nghĩa, chuyện tàn sát hàng nhìn mãi cũng quen mắt. Cho dù là từ nhỏ bị giam lỏng ở Kinh đô Vương Ca cũng nghe nói qua Võ Vương tàn bạo chi danh. Nhưng quân đội tàn sát thôn là chuyện xảy ra trong mộng của ta, trong hiện thực thôn này cũng không nhất định là bởi vì tàn sát mà hoang phế a. À. Vương Ca trong lòng phun tào, hắn cũng không có đem cảnh trong mơ trở thành hiện thực chân chính đã xảy ra chuyện, chỉ cảm thấy cảnh trong mơ quái đảng nhưng mà lúc giữa trưa, vương ca bắt đầu hoài nghi. Bởi vì hắn từ đi theo tuyệt đại đa số nhân khẩu bên trong, biết được bọn họ đêm qua cũng đã gặp qua tương tự mộng. Đều là ở trong thôn này, đều là bị quân đội giết chóc, đều là vũ vương cờ xí. Một người nằm mơ có thể nói là trùng hợp, nhưng một đám người nằm mơ giống nhau thì không phải trùng hợp. Đặc biệt là một số người còn từ trong thôn phát hiện gặp phải đau bổ rìu chém dấu vết xương trắng không đầu thi thể, những chi tiết này đều cùng mộng cảnh xác minh. Mộng cảnh là thật. Đây là có người báo mộng. Ai báo mộng? Trong đầu vương ca trong nháy mắt toát ra một chữ quỷ. Đám oán quỷ chết dưới đồ đao của quân đội võ vương kia. Không 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 phải chứ, thế giới này có ma. Vương ca cảm giác quỷ dị. Bởi vì từ nhỏ bị giam lỏng ở Kinh Thành, con đường tiếp nhận tin tức của hắn rất có hạn, ngay cả đọc sách cũng bị hạn chế vương ca ngoại trừ biết thế giới này tồn tại cường đại võ đạo bên ngoài như là dân gian có quan hệ với thần thần quỷ quỷ lời đồn đã nhảm nhí hắn đều không thế nào để ở trong lòng dù sao đều là mê tín nha lại không ai thật sự ở trong hiện thực thấy thần tiên quỷ quái lưu lại chứng cớ cũng không có chính phủ tuyên cáo chứng minh kia tự nhiên không thể cho là thật nhưng tối hôm qua tao ngộ lại làm cho vương ca hoài nghi chẳng lẽ là ta trước kia ngồi đáy giếng trong lòng hơi cảm thấy bất an vương ca liền đi hỏi hộ vệ yến phi nằm mơ tại hạ đêm qua vẫn chưa nằm mơ yến phi lắc đầu nói cái này làm cho vương ca hoang mang hắn tiếp theo hỏi thăm cái khác đi theo hộ vệ phát hiện chỉ cần là võ đạo không sai huyết khí tràn đầy hộ vệ đêm qua cũng vẫn chưa nằm mơ đây là chuyện gì xảy ra vương ca cảm giác khó hiểu đem tình huống nói cho yến phi cụ thể nhưng mà vị này kiến thức rộng rãi, võ đạo cao cường hộ vệ cũng cảm giác mơ hồ. Công tử, tại hạ trước kia chưa từng nghe nói qua có chuyện quái đảng bậc này. Yến Phi nhíu mày, cũng là cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Vương ca thấy thế càng hoang mang, trên thế giới này rốt cuộc là có quỷ. Hay là không có ma? Bất quá vương ca không có rối rắm quá lâu, tại giờ thìn mặt trời lộ ra tầng mây, thời tiết trở nên nóng rực. Đợi đến sau giờ ngọ, vương ca đoán chừng lầy lội đường cũng nên bị mặt trời phơi khô, liền kêu mọi người tiếp tục lên đường. Loại chuyện thần thần quỷ quỷ này, nếu không rõ, vậy dứt khoát rời xa nó. 15 ngày rời khỏi ngôi làng kỳ lạ quả nhiên sau khi rời đi, đám người vương ca không còn mơ thấy giấc mộng quỷ dị như vậy nữa, mà đội ngũ của bọn họ chạy nhanh chạy chậm, rốt cục là đi tới một nơi quê hương của cá gạo. Huyện Tương Âm Nơi này đã là đất phong của vương ca. Vương đô của Việt Vương là Quý Thành, đất phong tổng cộng có hai quận, lần lượt là Tương quận và Miêu quận, dưới hai quận tổng cộng có 19 huyện. Trong đó quận Tương tương đối giàu có và đông đúc, trong đó có huyện Tương Âm tổng cộng có 7 huyện, dân số khá nhiều, nông nghiệp phát triển, mạng lưới sông ngòi dày đặc, thủy vận thuận tiện, nối thẳng tới Đông Hải. Miêu quận thì là chưa khai hóa hoang vu khu vực tương đối nhiều, dân số ít, núi non trùng điệp, đường xá gập ghềnh, bụi cây mọc ung tùm thường xuyên có mảnh thú rắn độc lui tới, càng có mang nhân bộ lạc quấy rầy biên giới. Tiến vào đất phong của mình, vương ca thoáng lo lắng rốt cục là buông xuống một nửa. Về phần mặt khác một nửa, thì là vương ca không biết, sẽ như thế nào đối mặt vương đô các quan liêu, những người đó đều là ta cái kia tiện nghi lão tí lưu lại quyền lực thành viên ban tổ chức. Quyền lực phiên vương rất lớn, ở trong đất phong, bổ nhiệm miễn nhiệm quan viên, chỉ huy quân đội, quyền lực thu thuế đúc tiền đều ở trong tay phiên vương phiên vương chính là quốc vương chính là chủ một quốc gia dưới quốc vương cũng có văn võ bá quan nói cách khác vương ca trở lại vương đô sau sẽ phải đối mặt lão việt vương thừa tướng thái úy tư không ba người này phân biệt phụ trách chính vụ quân sự giám sát phương diện quyền lực vương ca nếu muốn tiếp quản chính mình đất phong nhất định phải cùng ba người này giao tiếp thành thật mà nói vương ca trong lòng bao nhiêu vẫn là không có đáy số làm một cái người xuyên việt hắn cũng biết quyền lực mất quyền lực loại chuyện này quỷ biết ba người này có thể hay không trong lòng mang ý xấu dù sao vương ca từ nhỏ đã bị giam lỏng ở kinh đô cho tới bây giờ chưa từng cùng ba người này tiếp xúc qua thời điểm này ta có phải chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào lòng trung thành của bọn họ đối với lão việt vương có thể kéo dài đến trên người ta đây vương ca trong lòng bất đắc dĩ những chuyện này đều không phải hắn có thể khống chế hắn cũng là không trâu bò bất quá cũng may vương ca đã tiến vào chính mình đất phong hắn cũng không nóng lòng lập tức trở lại quý thành theo lý mà nói không phải bá quan đến cung nghênh vương nào có đạo lý vương muốn xem sắc mặt quan viên cho nên vương ca liền dừng lại ở tương âm huyện chờ xem thái độ văn võ bá quan mà trong thời gian chờ đợi vương ca đầu tiên là an trí tốt mấy ngàn người đi theo mà chính hắn lại mang theo hộ vệ đến thần Thạch Sơn, nổi danh nhất huyện Tương Âm. Ngọn núi này có thể được tên này là bởi vì trên vách núi hướng về phía bắc có một khối kỳ thạch. Giống như trứng cầm, bóng loáng mượt mà, lại cao ba trượng sáu thước năm tấc, hai trượng bốn thước vây tròn, còn có chín khiếu tám lỗ. Bề ngoài có chút kỳ dị, giống như là một ngọn núi nhỏ. Dân già, huyện Tương Âm nơi này liền lưu truyền truyền thuyết thần thạch. Nói kỳ thạch này tuyệt không phải phàm loại, nhất định là thần tiên lưu lại. Bởi vì kỳ thạch thần dị, về sau dần dần liền có người đối với thần thạch tế bái, như là cầu mưa, hôn nhân, tang lễ, ứng tuyển. Không có việc gì thì lên núi bái bai, vạn nhất thật sự hữu dụng thì sao? Thần thạch truyền thuyết liền lưu truyền ở địa phương hơn 200 năm. Vương ca cũng hiểu rõ truyền thuyết địa phương, chỉ cảm thấy thú vị, cũng rất tò mò thần thạch này đến tột cùng có bao nhiêu kỳ lạ tham số của tảng đá này cư nhiên cực kỳ giống một câu chuyện thần thoại ở quê nhà Lam Tinh của hắn. Lại bởi vì thần thạch sơn chung quanh thanh tịnh, cho nên vương ca dự định ban ngày thời điểm lên núi luyện võ, buổi tối thời điểm ngay tại chân núi dân túc ở. Đồng thời chờ đợi phản ứng của văn võ bá quan trong vương đô. Dù sao kém cỏi nhất kết quả, cũng chính là đám người này nổi lên hai lòng, dự định tước đoạt ta, thậm chí giam lỏng ta. Ta đây cùng lắm thì thượng tấu trung ương, để trung ương phái binh tới thanh nịnh thần, lại để trung ương phái quan viên tới tiếp quản việc địa, huyền đế hẳn là rất vui lòng loại chuyện này phát sinh. Tuy rằng Vương ca rất nhỏ yếu, nhưng hắn không phải không có thủ đoạn đồng quy vu tận. Có sức mạnh như vậy, Vương ca rất kiên nhẫn ở gần thần Thạch Sơn. Hết chương này. Chương 4. Thạch Thai Linh Hầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 thạch thai linh khỉ núi non tuấn tú, mây mù lượn lờ trên vách núi hoa cỏ tươi tốt, kim thiết giao minh, có hai bóng người đang múa kiếm so chiêu trong sương sớm. Vương ca điều chỉnh hô hấp, buộc chân thắt lưng, thần thái sáng láng, cái kia một thân hoa quý Việt vương phục đã đổi thành một mạc võ giả kình trang, trong tay nắm ba thước thanh phong, từng chiêu từng thức dụng tâm đầu nhập, trên trán đã có tầng tinh tế mồ hôi. Cùng hắn đối luyện chính là thiếp thân hộ vệ Yến Phi. Vì võ nhân khóe mắt có nếp nhăn, hai bên tóc mai hoa trăm này, giờ phút này sắc mặt hắn điềm đạm, lợi kiếm trong tay giống như bút vẽ bằng mực, tiêu sái tự nhiên, có linh động cùng tùy ý nói không nên lời. Trái lại chiêu thức của vương ca, mặc dù có hình có dạng, vừa nhìn chính là hạ khổ công phu tu luyện, nhưng mà ở trước mặt Yến Phi lại có vẻ khô khan. Nhưng vương ca vẽ mặt rất chuyên chú, mỗi một lần ra chiêu đều không có lười biếng. Dưới chân mọc trễ, nhấc đầu gối vặn hán, một cái tiên nhân chỉ đường, phản phất như bạch hồng quán nhật, đâm thẳng vào mặt tiền Yến Phi. Nhưng Yến Phi lại phản phất lửng thững lui về phía sau nửa bước, tay sau như sao băng đuổi trăng. Kiếm của vương ca dừng ở giữa không trung, khoảng cách Yến Phi mặt tiền 10cm, cũng không được tiến thêm một tấc. Ánh mắt dời xuống, có thể nhìn thấy vương ca cầm kiếm cổ tay phải, khoảng cách Yến Phi mũi kiếm không đến 3cm. Nếu là đối mặt địch nhân, vương ca một kiếm này ở đâm ra trước khi, sẽ bị địch nhân chọn đứt gân tay. Công tử nghỉ ngơi một chút đi. Yến Phi ngữ nhiệt độ ôn hòa nói, cổ tay vừa chuyển, đem kiếm thu hồi. Vương ca thấy thế cũng là thu hồi kiếm, giơ tay lau một cái trán nhỏ mồ hôi, gần đó tìm khối thạch đôn ngồi xuống, nghĩ lại vừa rồi sai lầm. Luyện võ sao chiêu như vậy, bắt đầu từ khi vương ca 9 tuổi. Trong thế giới này, võ đạo vô cùng thịnh vượng. Đừng nói là hương giả thôn phu đều biết mấy tay hoa màu, chính là triều đình trên văn quan cũng có thể múa kiếm cưỡi ngựa bắn. Võ đạo lấy huyết khí làm căn cơ, đại cảnh giới chia làm. Tam tiểu luyện, luyện thịt, luyện da, luyện xương. Ba vòng tròn lớn, dễ gân, thay máu, dưỡng bẩn. Đây là vương ca làm vương công đệ tử có thể hiểu được, nghe nói tại hoàn thành, dưỡng bẩn, sau, không bệnh không tai, võ giả tuổi thọ có thể tăng trưởng đến 150 tuổi hơn nửa già mà không suy kim thương không ngã tinh khí dư thừa trăm tuổi vẫn có thể sinh con trai luyện võ ngoại trừ có thể dưỡng sinh ra còn có thể cường hóa chiến lực thật lớn vẹn vẹn chỉ là võ giả hoàn thành tam tiểu luyện là có thể có lực trâu ngựa da đồng xương sắt một người địch số sau khi hoàn thành tam đại viên đó là thân thể viên mãn sức chịu đựng không cạn sinh sôi không ngừng khí huyết như lò nung mái công tẩu bích hái hoa vê lá đều có thể làm binh khí có thể xưng là võ đạo tông sư võ giả như vậy hoặc là đồng cấp giao thủ hoặc là có hơn một ngàn tên phi kiên chấp duệ cầm cường cung trọng nỏ tinh nhuệ quân đội liên thủ trấn áp nếu không thiên hạ to lớn hiếm có võ đạo tông sư đi không được địa phương bất quá vương ca còn nghe nói qua tại tam đại viên phía trên còn có cao hơn võ đạo cảnh giới đó là ngày xưa võ vương đạt tới cảnh giới võ vương ở trong chư hầu có thể lấy võ quan danh võ vương chính là thiên hạ đệ nhất võ giả, một người liền có thể địch thiên quân vạn mã. Dù cho võ vương cuối cùng sơn cùng thủy tận, đối mặt huyền đế mấy chục vạn đại quân vây giết lúc, võ vương lẻ loi một mình liền chém giết ba ngàn quân địch, ác chiến ba ngày ba đêm, kiệt sức mà chết. Loại vũ lực này đã vượt qua võ đạo tông sư giới hạn, vả lại vẻn vẹn chỉ có võ vương một người làm được, cho nên thế nhân đem xưng là lục địa vũ thần cảnh giới. Những tin tức này lưu truyền rất rộng, dù là vương ca bị giam lỏng ở kinh đô thời điểm cũng có thể nghe được luyện võ đạo có rất nhiều chỗ tốt lục địa vũ thần cũng rất uy phong vương ca tại vườn nghe nói những tin tức này về sau liền nhiệt huyết dâng lên đồng thời còn muốn thử xem có thể hay không thông qua võ đạo kích phát khối kia phiến đá cho nên vương ca hạ quyết tâm luyện võ đừng nhìn hắn khi còn bé bị giam lỏng ở kinh đô ra vào bị hạn chế nhưng luyện võ là không bị hạn chế mà vương ca thiếp thân hộ vệ yến phi cũng là một vị hoán huyết cảnh võ đạo cao thủ hắn từ nhỏ liền hướng yến phi học tập võ đạo nhưng thực tế phiến đá không có bởi vì luyện võ mà kích phát thiên phú luyện võ của vương ca cũng không tính là gỗ mục hắn là có nhất định thiên phú nhưng vài cái cho hắn sờ võ cốt võ sư đều uyển chuyển biểu đạt việc vương công tử võ đạo thiên phú còn có thể cần học khổ luyện gạo thịt không ngừng có hy vọng nhi lập tuổi hoàn thành luyện cốt, nếu là lại có cơ duyên, có thể đột phá dịch cân, phiên dịch thành nói trắng ra, nếu như không có ngoại ý muốn, vương ca cả đời này hạng mức cao nhất là luyện cốt, vận khí tốt có thể dịch gân. Nhưng vương ca là Việt vương, đại khái dùng mỗi tháng 10 thạch bổng lộc có thể đưa tới một vị luyện cốt võ giả cống hiến sức lực, 50 thạch có thể đưa tới một gã dịch gân võ giả. Tại đại huyền đế quốc, bình thường là dùng lương thực làm thu thuế, thạch là lương thực đơn vị, cũng dùng lương thực đại biểu quan viên bổng lộc. Đại khái gia đình 5 người, 60 mẫu đất tự canh tác lao động, mỗi năm có thể có thu nhập 120 thạch. Mà Vương Ca nếu là việt vương, mỗi năm thu nhập chính là trăm vạn thạch khởi bước. Cảm tình Vương Ca chính mình luyện võ, còn không bằng dùng tiền chiêu mộ võ đạo cao thủ. Nếu như ta chỉ là một người bình thường, như vậy luyện võ thiên phú, đi trong quân đội dốc sức làm ra công tích, vậy cũng có thể ấm no không lo thành lập gia đình nối dõi tông đường nhưng ta là việt vương a như vậy võ đạo thiên phú căn bản không đủ dùng vương ca trong lòng buồn khổ lấy hắn hiện tại thân phận lần thứ nhất cũng muốn đem võ đạo luyện đến võ đạo tông sư cảnh giới nếu không căn bản không cách nào dựa vào võ đạo một mình đảm đương một phía nhưng hắn ngoại trừ có một cái hiển quý xuất thân một bộ tuấn mỹ túi gia liền không có vật gì khác nhưng vương hầu tướng tương ninh có dũng khí chính là ta cái kia tiện nghi lão cha, tại loạn thế mở ra trước, cũng bất quá là khu huyện lại, đường kim huyền đế phát tài trước cũng bất quá là nho nhỏ thôn trưởng. Bọn họ bây giờ có thể có địa vị hiển hách, còn không phải dựa vào chính mình tranh giành sao? Túi gia có đẹp hơn nữa ngoại trừ vui vẻ với người khác thì có ích lợi gì? Thanh lâu sở quán nắm một bó lớn. Nếu không có đủ chỗ dựa, làm sao có thể giữ được tất cả những gì mình có? Vương ca cảm giác lo âu chỉ cảm thấy ngón tay vàng của mình liền chỉ biết bày nát. Võ đạo không thể cung cấp cho vương ca bảo đảm, hắn cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Ngày xưa võ vương lấy võ đạo xưng vương, vì võ đạo đương thời đệ nhất nhân, có thể lấy ba ngàn binh mã đánh tan năm vạn quân, quần hùng chư hầu không một ai có thể cùng nó tranh phong. Nhưng kết quả thế nào? Võ vương binh bại thân tử, huyền vương xưng đế. Võ đạo của huyền đế kém xa võ vương, lại có thể đảm nhiệm chức hiền cử năng lôi kéo đồng minh trồng trọt dưỡng binh năm vạn quân đánh không lại võ vương đó chính là dùng mười vạn quân năm mươi vạn quân chỉ cần quốc lực mạnh là có thể đem võ vương chồng chất chết võ đạo cũng không phải duy nhất tuy rằng ta thiếu chút thiên phú nhưng nếu là có thể trị quốc an bang giống nhau có thể có tự vệ năng lực bởi vì thiên phú không đủ vương ca ít nhiều là đã từ bỏ dựa vào võ đạo đặt chân ý nghĩ nếu luyện võ không được, vậy cân nhắc quyền thuật một chút. Nhưng vấn đề là, vương ca đối với quyền mưu đồ chơi này, đời trước cũng chỉ giới hạn trong chìa khóa chính trị, lịch sử hắn ngược lại hiểu một chút, nhưng thật sự là không có bao nhiêu kinh nghiệm thực tiễn. Triều đình Việt Quốc rốt cuộc là tình huống gì, vương ca cũng là hai mắt tối sầm. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy lo lắng. Dù sao kém cỏi nhất, cũng chính là bày nát đi, hàng đêm sinh ca, tử trì nhục lâm, hoang đường khoái hoạt cả đời, vậy cũng không uổng công đến thế gian này đi một lần. Vương ca chỉ có thể an ủi như vậy. Lập tức luyện võ trên núi, mỗi ngày luyện võ, đối với vương ca mà nói chỉ có thể xem như thông qua võ đạo đến giải quyết buồn khổ trong lòng, dù sao thiên phú của hắn bày ở nơi đó. Cường thân kiện thể tóm lại là chuyện tốt, hơn nữa về sau nếu thật sự hoang dâm sống qua ngày, vậy cũng phải có một thân thể tốt không phải sao? Thời gian trôi qua, một vần mặt trời đỏ chậm rãi leo lên cho đến khi vương ca trốt cục vung không nổi kiếm hai người mới coi như dừng lại vương ca nhéo nhéo cổ tay cảm giác huyết khí trong cơ thể bắt đầu khởi động giống như từng giọt nhỏ phong phú cơ bắp thân thể lớn mạnh tăng cường thể lực tăng cường khí lực đây chính là luyện nhục cảnh vương ca luyện võ bảy năm còn đang luyện nhục cảnh đảo quanh võ đạo càng đi về phía sau càng khó cần thời gian càng nhiều Yến Phi thấy sắc mặt công tử nhà mình nặng nề, hắn không giỏi ăn nói, mím môi nói. Công tử lần này tiến bộ rất rõ ràng. Nhưng mà vương ca chỉ là hơi hơi gật đầu, sắc mặt cũng không có thay đổi. Yến Phi ở bên cạnh hắn thật lâu, vương ca quan từ ngữ khí liền có thể nghe ra lời đối phương nói vẹn vẹn chỉ là an ủi mà thôi. Bất quá hắn cũng không phải là người sẽ oán giận, bất đắc dĩ cười nói. Tầm có hướng, ngày qua ngày, tất có tinh tiếng thiên phú bình thường thì có thể như thế nào nên luyện vẫn phải luyện nghỉ ngơi một lát sau đó chúng ta xuống núi ăn cơm luyện kiếm cả buổi sáng hắn cũng đói bụng muốn báo thù rửa hận cơm khô yến phi thấy vẻ mặt công tử nhà mình giãn ra tâm tư hắn cũng linh hoạt cười nói việc địa cũng nhiều mỹ vị tối hôm qua ta đã hỏi thăm đầu bếp địa phương nói món ngon mỹ thực nổi tiếng nhất huyện tương âm là quyết ngư tương hồ công tử nhất định phải nếm thử thật tốt nói đến mỹ thực vương ca tâm tình cũng khá hơn một chút một bên uống nước một bên nghỉ ngơi chờ đợi thời gian đồng thời vương ca đột nhiên trong lòng có cảm ứng quay đầu nhìn về phía sừng sững ở trên vách núi một tảng đá tảng đá có màu xám xanh bên ngoài cơ thể như trứng chim phía trên nhỏ phía dưới lớn đứng ngay trên vách núi giống như một ông bất đảo đó chính là thần thạch trong truyền thuyết huyện tương âm sao trong lòng vương ca hiện lên đủ loại tin tức, hắn nhìn về phía Yến Phi, cười nói. Yến Phi, đó chính là thần thạch mà dân chúng tương âm truyền miệng, quả thật giống như núi nhỏ. Yến Phi mi nhìn lại, ông cánh tay nói. Nghe đồn xác thực như vậy, ta xem cự thạch này cao ba trượng sáu thước, đoán chừng nặng hai trăm vạn cân, nếu là mười vị võ đạo tông sư xuất lực, hẳn là có thể thúc đẩy Yến Phi loại này hoáng huyết cảnh võ đạo cao thủ, hai tay lực cánh tay cũng mới hơn bốn vạn cân nhưng mà vương ca lại lắc đầu thần bí cười nói chưa chắc phải mười vị tông sư võ đạo ra tay nếu phương pháp thích đáng hai đồng cũng có thể lay động cự thạch này yến phi nhướng mày tò mò nói công tử nói thế nào đây khóe miệng vương ca nhếch lên nhẹ giọng nói tiểu thương phố phường dùng cân quả cân nặng năm cân có thể treo lên mười cân thịt heo nếu chúng ta tìm một cây cột thích hợp cũng có thể dùng lực mấy vạn cân lay động tảng đá lớn này đơn giản mà nói lại đây là định lý gậy gộc vương ca muốn thử xem dùng định lý cán gậy có thể lật tung tảng đá lớn này hay không yến phi nghe vậy trong lúc nhất thời thần sắc vi diệu mà vương ca cũng thật sự bắt đầu tự hỏi lên ý nghĩ này tính khả thi đến gần cự thạch nhìn xem cự thạch phía dưới có hay không cắm vào đòn bẫy bố trí điểm tựa địa phương trong lúc quan sát hắn vô tình chạm tay vào tảng đá lớn thạch thai linh hầu thiên địa tinh linh, thần ma chi chủng, thông biến hóa, thức thiên thời, tri địa lợi, đấu chuyển tinh di bởi vì mạc pháp đại thế, linh khí tinh túy cấp dưỡng không đủ, thai miên thạch sát, linh trí ma diệt. Có thể đem linh trí hồi phục, hóa thành phân thân, một lần nữa thai ngán. Vương ca sắc mặt dại ra, trong đầu đột nhiên toát ra một đống lớn tin tức. Hết chương này. Chương 5 Hắn hóa tự tại bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương năm hắn hóa tự tại trong đầu xuất hiện rất nhiều thông tin vương ca nheo mắt, lúc này mới hiểu được điều kiện kích hoạt phiến đá kỳ dị của mình. Tâm niệm khẽ động, một đạo chỉ có vương ca có thể nhìn thấy nữa trong suốt màu xám phiến đá xuất hiện ở trước mắt hắn. Phiến đá nguy nga màu xám sắc gần như chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của vương ca. Cho tới nay nội dung phiến đá trống rỗng giờ phút này xuất hiện đau bổ rượu đục giống nhau mạnh mẽ kiểu chữ, cổ sư lâu đời cảm giác đập vào mặt. Thạch thai linh hầu, thiên địa tinh linh, thần ma chi chủng, vốn nên thụ ngay thơ địa tú, nhật nguyệt tinh hoa, rút đi thạch thai, hóa linh hầu mà sinh, làm sao tuyệt địa thiên thông, mạc pháp chi thế, linh khí bổn nguyên đoạn tuyệt, linh hầu lâu khốn thạch thai, linh trí chưa sinh, sinh cơ ảm đạm có thể phân ra một luồng hồn phách, nhập trú thạch thai, hóa thành linh hầu thần chí, một lần nữa thai ngán sinh cơ, hắn hóa tự tại, lợi hắn chi hóa sinh giả hán chi thần thông tự tại tạo hóa vương ca quan sát văn tự trên tường xám trong lúc nhất thời phúc chí tâm linh đây chính là phiến đá hiệu quả sao có thể đem kỳ trân dị thú thiên địa tinh linh hóa thành chính mình phân thân còn có thể cho ta sử dụng này dị thú phân thân thiên phú cùng dị năng nguyên lai kích phát điều kiện là như vậy a à. trong lòng vương ca vừa kinh ngạc vừa cảm thán công năng phiến đá có hai cái một là đem kỳ trân dị thú hóa thành phân thân của mình, hai là có thể để cho bản thể hắn cùng hưởng một phần thiên phú cùng năng lực của phân thân. Hơn nữa chủ thể cùng phân thân đồng tâm đồng niệm, sẽ không xuất hiện chuyện nhân cách phân liệt, tinh thần hao tổn, đảo khách thành chủ. Có hai giới hạn khác để sử dụng select. Một, là mục tiêu phân thân phải là kỳ trân dị thú, hơn nữa còn phải ở vào trạng thái phôi thai chưa sinh ra linh trí. Hai, cần vương ca phân liệt linh hồn của mình rót vào trong phôi thai. Phân liệt hồn phách của mình sao? Vương ca nhíu mày, tiếp theo tâm niệm khẽ động, trên phiến đá xuất hiện tin tức mới. Vương ca cường độ linh hồn. 2.3 hắn có thể điều chỉnh tin tức xuất hiện trên phiến đá, đem tin tức trên phiến đá lấy phương thức mình có thể dễ dàng lý giải nhất bày ra. Cường độ linh hồn của vương ca là 2.3, lấy người trưởng thành bình thường làm đơn vị tiêu chuẩn nói cách khác cường độ linh hồn vương ca gấp đôi người bình thường đây có thể là bởi vì ta xuyên qua kiếp trước cùng kiếp này linh hồn chồng lên nhau mới sinh ra hiệu quả vương ca nghĩ nghĩ dù là linh hồn mình phân ra ngoài một nửa vậy hắn bản thể linh hồn cường độ vẫn là cùng thường nhân không khác phân liệt linh hồn đem thạch thai linh hầu trước mắt hóa thành bộ phân thân đầu tiên của ta vương ca tâm niệm khẽ động ngay sau đó linh hồn của hắn liền phát sinh biến hóa giống như là tế bào bắt đầu tiến hành phân bào. Linh hồn tam hồn thất phách toàn bộ phục chế một phần, sau đó phân liệt ra. Vương ca không có cảm giác tê tâm liệt phế thống khổ, chỉ là cảm giác chủ thể linh hồn suy yếu, như là tiêu hao đại lượng chất dinh dưỡng. Hơn nữa cảm giác của vương ca từ một biến thành hai. Giống như là cùng một ý chí, có hai vật dẫn. Linh hồn phân liệt ra không thể phát hiện bằng mắt thường, nhưng ý chí của vương ca có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó cũng dưới tác dụng của lực lượng khó có thể diễn tả bằng lời phần linh hồn thứ hai đầu nhập vào tảng đá lớn trước mắt sau một khắc vương ca cảm giác chính mình nhận thức thế giới bị cắt đứt thành hai bộ phận một phần là vương ca là việc vương công tử người tu hành võ đạo nhân loại có tứ chi và ngũ giác một bộ phận còn lại là ngủ trong vỏ đá giống như là trong cơ thể mẹ còn chưa phát dục hoàn toàn hoàn thành phôi thai không cảm giác được tứ chi tồn tại tư duy cũng là đần độn vừa cảm giác mình bị vây ở trong lòng giam còn cảm giác được thân thể đói khát có xúc động muốn ăn cơm nhưng mà thai nhi và cuốn rốn cung cấp chất dinh dưỡng cho hắn lại không truyền đến đủ dinh dưỡng hắn chỉ có thể cảm giác thân thể mình chỉ có chất dinh dưỡng đang không ngừng tiêu hao ý thức tân sinh cũng đang từng bước tiêu vong giống như bị nhốt trong một cái thai chết tuyệt địa thiên thông mạc pháp đại thế trong phương thiên địa này không có đủ dinh dưỡng cung cấp thạch thai ấp trứng vương ca đột nhiên nghĩ đến trên phiến đá xuất hiện đối với thạch thai miêu tả tin tức hắn cảm giác được một bộ thân thể khác của mình đang từng bước trượt xuống vực sâu tử vong t giống như qua loa rồi ta đem ta một nửa linh hồn ném vào một cổ gần kề tử vong phôi thai bên trong vương ca âm thầm kêu khổ thật sự là hắn quá tò mò công năng phân thân phiến đá nóng lòng kiểm tra, theo bản năng xem nhẹ tình cảnh không xong của thạch thai linh hầu. Cái này có thể mất bò mới lo làm chuồng sao? Sắc mặt vương ca không tốt lắm. Cho dù ai mất một nửa linh hồn, tâm tình cũng không quá tuyệt vời. Ngay tại vương ca nghĩ đến có cái gì cứu vớt biện pháp lúc, hắn đột nhiên bình tĩnh lại tinh tế cảm giác hắn cổ thứ hai thân thể thạch thai linh hầu tình huống. Chờ một chút, thạch thai cũng không phải không có cấp dưỡng, vẫn là có một chút tư lương đến từ bên ngoài đang bổ sung thạch thai tiêu hao hắn hơi hiểu ra liền hiểu được cấp dưỡng kia là vật gì dân chúng nguyện lực đúng vậy mấy trăm năm nay dân chúng coi thạch thai linh hầu là thần thạch thần tiên để lại thường xuyên tế bái mà trong quá trình tế bái liền sinh ra một loại nguyện lực đặc thù chính là loại nguyện lực này tuy rằng thưa thớt nhưng cũng có thể làm chất dinh dưỡng vào không ra đắp duy trì linh tính thạch thai những tri thức này cũng không phải vương ca với tư cách việc vương công tử biết mà là phân thân linh hầu thạch thai biết tinh linh trời sinh dưỡng này sinh ra đã biết trời sinh đã biết một ít đạo lý vận chuyển thiên địa này vương ca đang đem thạch thai linh hầu hóa thành phân thân cũng kế thừa thiên địa tinh linh một bộ phận đặc tính sinh mà biết đúng rồi hắn hóa tự tại bản thể của ta có thể cùng hưởng một phần đặc tính và năng lực phân thân vương ca kịp phản ứng lập tức kiểm tra năng lực mình đem thạch thai linh hầu hóa thành phân ra phía sau thiên địa tinh linh sinh ra để biết nổi tiếng minh linh chi mâu thông biến hóa thức thiên thời biết địa lợi rình quỷ thần những thứ này đều là vương ca cảm ngộ hơn nữa ở trên phiến đá biểu hiện ra năng lực sinh ra đã biết nổi tiếng sao vương ca hơi suy nghĩ một chút phát hiện trước kia tu luyện võ đạo lúc vẫn không cầu giải thích rõ ràng khó khăn lại có rõ ràng trong suốt hiểu ra cảm giác. Làm sao vận chuyển huyết khí hiệu suất cao hơn, chiêu thức quyền cước đao kiếm tinh giản linh động như thế nào, điều trị nội tức kích phát tiềm năng như thế nào. Đủ loại cảm ngộ tăng tốc tu hành võ đạo liên tiếp bộc phát trong đầu. Quả thực giống như là ở trong bóng tối dài dằng dặc xuất hiện một đoàn hỏa diễm sáng ngời. Ta thiên phú võ đạo của ta trở nên mạnh hơn. Vương Ca kinh ngạc. Hơn nữa căn cứ vào cảm ngộ của hắn, thiên phú hắn cùng hưởng vẫn chỉ là bị hạn chế bởi trạng thái không xong trước mắt của linh hầu thạch thai gần như tử vong. Nếu như thạch thai linh hầu có thể cải tử hồi sinh, thậm chí trưởng thành trở nên mạnh mẽ, hắn cùng hưởng đến thiên phú cũng sẽ mạnh hơn. Bất quá vẹn vẹn chỉ là trước mắt đạt được thiên phú, có thể làm cho Vương Ca cảm giác được mình đạt được tiến bộ dựng sao thấy bóng. Ngoài ra, Vương Ca còn cảm giác ánh mắt của mình nhiều ra chút biến hóa. Tâm niệm khẽ động, hắn cảm giác con ngươi một trận mát mẻ nếu là người bên ngoài ở khoảng cách gần quan sát, sẽ kinh ngạc phát hiện, vương ca nguyên bản một đôi con ngươi đen nhánh bên trong, lại xuất hiện một vòng vần sáng màu vàng, hiện ra trùng đồng trạng, trong con ngươi còn có một chút kim quang. Không giống phạm nhân, có chút thần dị. Mà ở vương ca trong tầm mắt, hắn nhìn thấy trong thiên địa lưu chuyển khí. Hắn nhìn thấy trên thạch thai vốn vô hình vô chất, tinh tế như tơ nhện khí. Còn nhìn thấy trên người mình, hỗn loạn vòng một vòng lại một vòng hiện ra thanh trung đái tử khí có đặc tính sinh ra đã biết vương ca hiểu được những khí vận chuyển trong thiên địa này đại biểu cho cái gì khí trên thạch thai là nguyện lực của dân chúng khí tức trên người vương ca là khí vận của vương công quý tộc ngoài ra vương ca còn phát hiện một chút nhu cầu cấp bách dinh dưỡng tiếp tế thạch thai chẳng những có thể hấp thu nguyện lực làm chất dinh dưỡng giống như ta làm việc vương người thừa kế khí vận cũng có thể tẩm bổ nó. Hết chương này. Chương 6 Nguyện lực cùng số mệnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Nguyện lực cùng khí vận vương ca cảm giác kỳ diệu. Hắn hiện tại có hai bộ thân thể, một bộ bị vây ở thạch thai bên trong bụng đói kêu vang, mà một bộ khác thân thể trên người giấu quanh khí vận. Trong mắt thạch thai linh hầu, khí vận vương công trong xanh mang tím kia, thật giống như nạn dân đói khổ lạnh lẽo nhìn thấy một chén cháo loạn cấp cứu, tràn ngập khát vọng. Hai cổ thân thể này đều là ta, tay trái đảo tay phải nha. Tâm niệm khẽ động, tay phải dán trên tảng đá lớn, Vương Ca và Thạch Thai là nhất tâm lưỡng thể. Dưới tình huống tâm thần tương thông, Vương Ca là người thừa kế Việt Vương, không hề chướng ngại tương tác với Thai Đá. Trên một tảng đá lớn cao ba trượng, khí xanh tím như giải băng ẩn giấu thai ngén ở thạch thai bên trong tinh linh, cũng cảm nhận được khí vận tồn tại, hít một hơi, tự hồ là từ khí vận bên trong hấp thu được chất dinh dưỡng, tràn ngập nguy cơ trạng thái bắt đầu ổn định lên, giống như là ngâm ở suối nước nóng bình thường, ấm áp. Tại quá trình này, vương ca với tư cách nhân loại bản thể cũng không có cảm giác được chính mình có cái gì tổn thất, chính mình khí vận cũng không có cắt giảm. Để hiểu rõ nguyên do trong đó, vương ca sử dụng thần thông, minh linh chi mâu, hơn nữa cảm động lây thể nghiệm phân thân thạch thai vương ca nhìn thấy khí vận trong xanh mang tím của mình kỳ thật là ngàn vạn sợi tơ cực kỳ nhỏ tạo thành sợi tơ này là nguyện lực của dân chúng trong đất phong việt vương vương ca khí vận là màu xanh tím ước chừng là bảy thành xanh ba thành tím dân chúng tôn việt vương làm vương liền cống hiến nguyện lực khí vận trong xanh mang tím này chính là tượng trưng cho nguyện lực của dân chúng việt nam dân tâm sở hướng tức là khí vận. Vương Ca trong lòng hiểu rõ, dưới chế độ kế thừa tông pháp thế giới này, dân chúng tôn sùng lão Việt Vương, thông qua danh hiệu Việt Vương này, chuyển sang Vương Ca là tân Việt Vương tương lai. Bất quá ta đây tân Việt Vương, còn không có chân chính tiếp quản chính mình đất phong, vẹn vẹn chỉ có một cái danh tiếng thôi, chờ ta triệt để khống chế đất phong, khí vận còn có thể đột phá. Vương Ca chia sẻ thạch thai linh hầu như là thiên địa tinh linh, sinh ra đặc tính cho nên hắn biết, trên đời này, khí vận nhân đạo từ thấp đến cao là đen, trắng, xanh, tím, đỏ, vàng, lục sắc. Người ghét chó chê, người tội ác tày trời, khí vận là hắc, khí vận người thường là bạch. Hương thân hơi có danh vọng, khí vận của sĩ tộc là thanh. Cái gọi là thanh vân chi chí, phù diêu trực thượng, thăng nhập tử thác. Những sĩ tộc trẻ tuổi này, có thể theo luồng thanh khí này, từng bước thăng cấp trên con đường làm quan lột xác thành khí vận màu tím khí vận của vương công đại thần là tử quý tộc quý nhân thánh hiền đức sĩ hoàng hậu hoàng tử thân mang tử khí để vương chư hầu trước khi khởi thế thì có tướng sĩ có thể nhìn thấy tử khí trên người những quý nhân này tử khí chính là quý khí mà quý nhân cũng chia làm ba bảy loại vương công quý tộc đều có tử khí nhưng quý tộc bình thường cũng bất quá là triều đường đại thần tam công cửu khanh hoặc là hiền nhân có danh vọng trên đó còn có chư hầu và đế vương trước khi phát tài liền hiển lộ ra tử khí sau khi phát tài sẽ lột xác khí vận của chư hầu phiên vương là hồng Đế hoàng uy chấn tứ hải nhất thống vũ trụ là kim cho nên vương ca phán đoán khí vận của hắn hạng mức cao nhất hẳn là màu đỏ tía trước mắt hiện ra màu xanh tím là bởi vì hắn còn không có chân chính khống chế chính mình đất phong đồng thời vương ca còn hiểu được vì cái gì khí vận của mình có thể làm cho thạch thai linh hầu đạt được tẩm bổ thạch thai kỳ thật là lấy ta khí vận làm môi giới hấp thu việc địa dân chúng nguyện lực trên bản chất vẫn là hấp thu nguyện lực làm chất dinh dưỡng chỉ là ta làm việc vương người thừa kế có được nguyện lực so với thạch thai ban đầu làm tương âm huyện thần thạch truyền thuyết đạt được nguyện lực nhiều hơn nhiều thật đúng là kỳ diệu sinh linh lại có thể lấy nguyện lực loại này sờ không tới nhìn không thấy đồ vật làm thức ăn đây là chuyện vương ca hiểu rõ, hắn còn nghĩ đến. Mảnh thiên địa này đã không cách nào cung cấp chất dinh dưỡng cho thạch thai. Nói như vậy, ta nếu muốn cho thạch thai phát dục trưởng thành, thậm chí để linh hầu phân thân phá trừ thạch sát sinh ra, nhất định phải thống trị tốt dân sinh bách tính trong đất phong, đạt được càng nhiều nguyện lực, dùng để nuôi dưỡng thạch thai. Thạch thai phát triển càng hoàn chỉnh, căn cứ vào đặc tính, hắn hóa tự tại, bản thể của ta cũng có thể cùng hưởng biến hóa thạch thai phát triển. Căn cứ vương ca thu được tin tức, thế giới này tuyệt địa thiên thông, đang trải qua mạc pháp thời đại, thạch thai có thể từ trong thiên địa thu được chất dinh dưỡng cực kỳ bé nhỏ, vẻn vẹn chỉ có nguyện lực loại năng lượng này, có thể nuôi dưỡng thạch thai. Thạch thai phát dục là chuyện gì xảy ra, tuyệt địa thiên thông cùng mạc pháp thời đại lại là chuyện gì xảy ra. Còn có đối thạch thai linh hầu miêu tả, ngoài trừ thiên địa tinh linh bên ngoài, còn có thần ma chi chủng đây là nói thế giới này tại quá khứ cũng không phải như vậy quá khứ thế giới này kỳ thật là có thần ma tiên yêu các loại đồ vật tồn tại vương ca liên tưởng hắn đột nhiên nhớ tới nửa tháng trước ở cô thôn trải qua chuyện quỷ dị tuy rằng sau khi rời khỏi cô thôn mọi người cũng không còn làm qua giấc mộng quỷ dị như vậy hơn nữa kết hợp với vương ca biết tin tức cô thôn quỷ mộng kia rất có thể không đơn giản vương ca đột nhiên có một loại trở lại cô thôn dùng chính mình vừa đạt được minh linh chi mâu nhìn một cái xúc động công tử công tử thanh âm ân cần của yến phi truyền đến làm hộ vệ bên người hắn nhìn thấy công tử nhà mình đứng ở trước khối thần thạch kia vẻ mặt khi thì kinh ngạc khi thì hoang mang khi thì giật mình khi thì lo âu lại đưa tay vuốt ve thần thạch dằng có năm sáu phút cho dù yến phi biết công tử nhà mình tài tư tuyệt không phải người thường thiên mã hành không nhiều lần có cử chỉ kinh người cùng lời nói kinh người nhưng bộ dáng trước mắt này vẫn là hiếm thấy giống như là bị thứ gì quấy nhiễu bên tai kêu gọi cũng làm cho vương ca phục hồi tinh thần lại ánh mắt hiếp lại quay đầu nhìn thấy vẻ mặt ân cần của yến phi vương ca mỉm cười à vừa mới suy tư một ít đạo lý kỳ diệu trong lúc nói chuyện vương ca dùng minh linh chi mâu nhanh chóng nhìn yến phi một cái huyết khí ta từ yến phi cái này võ nhân trên người nhìn thấy huyết khí quả thực như là một tòa nóng bỏng lò nung như là một hồi rừng rậm đại hỏa vương ca thầm kinh hãi hắn lần đầu tiên trực quan như vậy nhìn thấy yến phi huyết khí chỉ thông qua quan sát liền có thể cảm giác được yến phi trong cơ thể cực nóng năng lượng đồng thời so sánh dưới vương ca phát hiện mình huyết khí quả thực giống một cây lửa nhánh cây nhỏ mà yến phi đang muốn tiến lên đột nhiên cũng cảm giác được một loại cảm giác nhìn trộm. Đổi huyết võ giả cảm quan nhạy bén, Yến Phi cảm giác cái loại này nhìn trộm cảm giác cực kỳ lợi hại, như là một thanh mổ bụng mũi nhọn, muốn đem chính mình trong ngoài ngoài đều nhìn rõ ràng. Điều này làm cho Yến Phi có loại cảm giác hết hồn hết vía. Nhưng mà loại cảm giác này tới nhanh, đi cũng nhanh, còn không đợi Yến Phi tìm tòi nghiên cứu, Vương Ca cũng đã giải trừ Minh Linh Chi Mâu. Chớp mắt một cái, Vương Ca vẫn đang nhánh sáng ngời như thường ngày Yến Phi không rõ nguyên do Lông mày ngưng lại Tỉnh táo nhìn chung quanh Chỉ cần phát hiện bất kỳ một điểm dị thường Hắn sẽ bước nhanh tiến lên bảo vệ Ở Vương Ca trước người Bộ dáng căng thẳng của Yến Phi Vương Ca tự nhiên nhìn thấy Tự hồ dựa vào linh minh chi mâu Ta về sau liền tự hồ Có thể nhìn trọng người khác võ đạo tu vi Cũng không sợ cái gì treo người Chơi đùa giả heo ăn thịt hổ hoặc là thích khách ngụy trang tới gần có bao nhiêu chi tiết ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra vương ca nghĩ đến một cách dùng của minh linh chi mâu về phần yến phi kia bị theo dõi sau không thể tưởng tượng nổi bộ dáng cũng làm cho vương ca hiểu được chính mình năng lực này có thể sẽ ở cảnh giới cao hơn mình võ đạo cao thủ trước mặt lộ ra sơ hở năng lực này sau này sử dụng phải xem trường hợp ta cũng chưa chắc sẽ lấy minh linh chi mâu đến hại người càng nhiều là tự bảo vệ mình đề phòng có thể xảy ra. Vương ca thầm nghĩ. Mà nhìn bộ dáng hết nhìn đông tới nhìn tây của Yến Phi, vương ca mặc dù có chút lạnh lùng túng tú, nhưng cũng không dễ giải thích, chỉ có thể giả vờ giả việc hỏi một câu. Là phát hiện cái gì sao? Yến Phi cau mày, không nói một lời, tĩnh tâm lắng nghe động tĩnh chung quanh một hồi lâu, lại như cũ không phát hiện cái gì. Hắn chỉ có thể nói. Công tử, chúng ta hiện tại liền xuống núi đi. Vương ca nhướng mày, quay đầu nhìn thạch thai còn sừng sững trên vách núi, suy nghĩ một chút. Được, chúng ta xuống núi trước. Hết chương này. Chương 7 Biết thiên thời, biết địa lợi, thông biến hóa, dòng quỷ thần. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Thức thiên thời, biết địa lợi, thông biến hóa, rình quỷ thần hồ tương hấp, sóng khói ngàn dặm, sương chiều nặng nề, trời đổ mưa tí tách bên hồ tiểu trúc, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách đáp lại trong phòng, vương ca bưng bát đũa, trên bàn bậy nội đất quyết ngư nổi tiếng nhất huyện tương âm, canh tươi màu trắng ngà, quyết ngư mập mập nửa chìm nửa lộ, phản phất như váy sa che lấp quỳnh chiên ngọc cơ. Mấy hạt cẩu kỹ đỏ và gừng đơn giản điểm suyết, hơi nóng bốc lên, mùi thơm của canh cá cuốn theo, lay động chóp mũi thực khách đang ngồi. Cho dù là từ vật chất phong phú thế giới xuyên Việt mà đến vương ca, tại thưởng thức một hai sau, cũng phải cảm khái một câu này canh cá thơm ngon. Trong thời đại không có bột ngọt và hương liệu, vị tươi cực hạn đều là dựa vào nấu sơn hào hải vị mới có thể tinh luyện ra. Vương ca liền nghe được, nồi canh cá quế nồi đất này là dùng nấm thơm, chân giò hung khói, gần guốc, măng non, cả gà, xương heo các loại một loạt nguyên liệu nấu ăn ngon, tốn hao thời gian cả ngày nấu ra. Mà Quyết Ngư làm món chính, cũng là ngày hôm đó thả câu từ trong tương hồ ra nặng ba mươi cân là thể lượng có thể làm cho lão câu cá ba lần qua cửa nhà mà không về thưởng thức mỹ thực bụng đói kêu vang vương ca cảm thấy thỏa mãn ban ngày luyện võ kiên tâm hết lòng gặp lại kỳ duyên cây khô gặp xuân về nhà lại có mỹ thực món ngon no bụng về phần buổi tối phong hoa tuyết nguyệt ha ha nhân sinh thích ý cũng không gì hơn cái này đi vương ca lắc đầu chỉ là trong lòng trêu chọc không có tầm hoa vấn liễu bại hoại tinh huyết tâm tư sau khi cơm nước no nê, vương ca chỉ đứng trước cửa sổ. Gió nghiêng mang theo mưa phùn, phất qua gò má hắn, mang đến một chút cảm giác mát mẻ. Vương ca khoanh tay mà đứng, nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ. Hồ quan trong vắt, sóng khói mênh mông, mênh mông vô biên trong đầu vương ca hiện lên rất nhiều tin tức liên quan đến mảnh hồ này. Tương hồ này là tương âm, tương nam, tương tây ba cái dậu có huyện nông nghiệp cùng ngư nghiệp phát triển căn cơ, mà tương hồ lưới nước càng là trải khắp toàn bộ tương quận. Còn có truyền thuyết thần nữ trảm giao, nói là mấy trăm năm trước, tương quận nơi này ra một đầu thân dài hơn trăm mét, gây sóng gió ác giao, bách tính khổ ngập lục tai ương lâu rồi. Sau đó có thần nữ cầm kiếm chém dao, chém vết mấy ngày, chém vết yêu ma, một cổ thi thể thật lớn của ác dao rơi vào trong hồ tương. Ác dao vẫn, vạn vật sinh, từ nay về sau tương quận lũ lụt không còn tương hồ lại là bởi vì thấm đẫm bảo huyết ác dao, sức sống dạt dạo, rồng rêu phong mỹ, cá béo lúa tráng. Tương quận xưa nay là quê hương của cá gạo, có thể nói tương hồ chính là mẫu thân hồ của người tương quận, khí tức nhân văn tương đối nồng đậm. Là Việt vương, vương ca đương nhiên phải hiểu rõ khí hậu và dân sinh trong đất phong của mình. Vương ca lại ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Màn trời bụi chì, mưa bụi mê ly, sau khi vương ca từ thần thạch sơn xuống không bao lâu huyện tương âm liền mưa nơi này quả thật rất nhiều mưa vương ca khẽ nói ngay sau đó hít mắt lại trong con ngươi tràn ra một chút kim mang cơn mưa này sẽ ngừng trong 37 phút nữa minh linh chi mâu thông biến hóa thức thiên thời tri địa lợi đình quỷ thần vương ca vận dụng loại năng lực này nhìn thấy thiên thời biến hóa quả nhiên sau hai khắc trời mưa liền ngừng ngay sau đó đám mây xám tiêu tán mặt trời đỏ ló đầu chiếu rọi ra một mảnh ráng màu đây là dự báo thời tiết hình người sao vương ca cảm nhận được giới hạn năng lực của mình linh minh chi mâu của hắn ở lĩnh vực hiểu rõ thiên thời tồn tại hạn chế về thời gian và phạm vi vương ca trước mắt chỉ có thể chứng kiến tương lai một tháng thời tiết biến hóa cũng vẽn vẹn chỉ có tương đương với ba cái tương âm huyền lớn như vậy phạm vi thời gian càng lâu khoảng cách càng xa dự đoán kết quả lại càng mơ hồ theo thạch thai phát dục minh linh chi mâu hạn mức cao nhất khẳng định cũng sẽ tăng lên thậm chí theo dõi toàn bộ trung nguyên đại địa khí hậu biến hóa tôi hiểu rõ thời tiết thay đổi ngoài việc tự nhắc nhở mình ra ngoài có nên mang ô hay không còn có thể có tác dụng gì nghĩ như vậy vương ca đột nhiên nhìn thấy trong tầm mắt một đám lại một đám lay động bông lúa mở ra linh minh chi mâu về sau vương ca phát hiện thị lực của mình cũng trở nên rất tốt không nói là thiên lý nhãn đi, nhưng chứng kiến 10 km bên trong sự vật, cho dù là một con ruồi trên đùi lông đều có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa còn không nhìn trở ngại của khói vũ sương mù. Vương ca hiện tại chính là nhìn thấy ruộng lúa cách đó mấy chục km. Việc địa nhiều loại lúa, thời tiết này, trước mắt ở trong ruộng hẳn là lúa sớm, năm nay nhóm lương thực đầu tiên, ta nhớ rõ việc địa là nhẹ lây động bạc dịch, cái này nông thuế phương diện là 15 một thuế, đây là tự canh nông nếu như là tá điền mà nói ở nông thuế trên cơ sở mười phần rút năm mà ta làm việc vương này một nhóm thu hoạch bên trong có thể có bao nhiêu thu nhập vương ca trong đầu toát ra vấn đề này cái này xác thực cùng hắn lợi ích liên quan bất quá đôi mắt minh linh của hắn cũng nhìn thấy lúc này bông lúa trong ruộng còn chưa đủ no đủ hạt còn rất nhỏ bông lúa chủ yếu hiện ra màu xanh vàng khoảng cách chân chính thành thục hẳn là còn có một hai tuần thức thiên thời thông biến hóa ngũ cốc này thành thục cũng coi như là vạn vật biến hóa bên trong một loại ta lại còn có thể nhìn thấy gạo thành thục ngày tháng vương ca trong lòng phun tào đồng thời còn có chút lo lắng nghĩ đến một chuyện cái này minh linh chi mâu đủ loại thần dị tuyệt đối không phải phàm nhân võ đạo có thể đạt thành sự tình cái này khẳng định liên quan đến thiên địa pháp tắc tự nhiên tạo hóa thế giới này thật sự có thần ma tồn tại dấu vết linh minh chi mâu thần kỳ để vương ca ý thức được thế giới này cũng không chỉ có võ đạo đơn giản như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, vương ca lại nghĩ tới hơn nửa tháng trước, trải qua cô thôn quỷ mộng. Ngay sau đó lại liên tưởng đến truyền thuyết thần nữ trảm giao của tương hồ, dựa theo thần thoại truyền thuyết, đầu kia ác giao thi thể cuối cùng rơi vào trong hồ tương. Ông một chút tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ, vương ca sử dụng minh linh chi mâu nhìn về phía tương hồ. Liếc mắt nhìn lại, hồ nước sâu thẳm cũng không thể ngăn cản thần đồng này thăm viếng. Vương ca nhìn thấy nơi sâu nhất tương hồ ước chừng 40 mét. Thi thể ác giao, truyền thuyết thân dài hơn trăm dặm, nhưng tương hồ này lại lớn tới 900 dặm. Nếu thật sự có thi thể như vậy chìm ở đáy hồ, ta tìm cũng không thua gì mò kim đáy biển. Tương hồ quá lớn, chỉ là chu vi liền có 900 dặm, vương ca hiện tại minh linh chi mâu còn không thể đem toàn bộ đáy hồ tình huống thu vào đáy mắt tuy rằng nhìn không thấy toàn cảnh nhưng vương ca vẫn nhíu mây có khí một loại khí không tầm thường minh linh chi mâu có thể nhìn trọng các loại khí lưu chuyển trong thiên địa trong cơ thể võ phu có huyết khí vương công quý tộc có khí vận tâm nguyện bách tính có nguyện lực sinh linh vạn vật có tinh khí đây đều có thể xưng là khí mà vương ca lại có thiên địa tinh linh sinh ra đã biết đặc tính hắn nhìn thoáng qua sau liền hiểu được chính mình ở đáy hồ nhìn thấy khí là một cổ tinh khí. Có cây hoa lá, chim bay cá nhảy, phàm là vật sống đều có tinh khí, sinh linh sau khi chết tinh khí sẽ tản ra trở về thiên nhiên, tham dự thiên địa đại tuần hoàn. Theo lý mà nói, ở trong hồ tương cơ bừng bừng nhìn thấy tinh khí cũng không phải là chuyện kỳ quái, dù sao trong vùng nước sinh hoạt cá tôm cu ba ba, sinh vật rất nhiều. Nhưng mà vương ca minh linh con ngươi lại nhạy bén phát hiện ở đám này thủy sinh vật bên ngoài, còn có một cổ ngọn nguồn đến từ đáy hồ tinh khí. Có thứ gì đó ở dưới nước bùn dưới đáy hồ, hướng tương hồ phóng thích tinh khí. Đây. Chẳng lẽ là thi thể ác giao trong truyền thuyết? Vương ca trong lòng cả kinh. Hắn nhanh chóng lấy tinh khí dưới đáy hồ làm manh mối, ấn đồ tác ký. Rất nhanh hắn liền tập trung phạm vi, xác định khu vực, tại tương hồ trung tâm lệch Tây Nam một chút phạm vi, tồn tại một mảnh hẹp dài ước chừng trăm mét địa phương, hướng ngoại giới phóng thích tinh khí. Dài trăm mét, cái này đối chọi với chiều dài của ác dao trong truyền thuyết. Hết chương này. Chương 8 Nơi đây có tiên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Nơi đây có tiên vương ca hưng phấn, khóa chặt phạm vi sau, hắn vẫn duy trì minh linh chi mâu trạng thái xâm nhập dò xét. Nước bùng dưới đáy hồ tương hồ ước chừng 30cm, sự vật dưới đáy hồ che lấp khiến cho hết thảy dưới đáy hồ đều không nhìn thấy. Nhưng vương ca một đôi thần đồng kỳ dị, có thể nhìn thấu bùn đất chôn vùi, cũng ở một tầng thật dày nham mai bên trong phát hiện từng cây bạch cốt. Dài cột sống, bốn chân, ba trảo, phản phất như rắn loại bình thường xương sọ, nhưng lại có gần trăm mét dài dọa nhân thể dài. Liếc mắt nhìn lại, tinh tế của trách, trăm mét cự thi, lại có hai mươi căn xương cốt, nhỏ nhất một khối xương cốt, cũng có trưởng thành nam tử xương ống chân lớn nhỏ. Mỗi một khối xương cốt cũng phi phàm, trong suốt long lanh có chất ngọc, vương ca nhìn kỹ, bên trong căn ngọc cốt kia tựa hồ có thứ như quỳnh chi ngọc tương tồn tại. Một bộ hài cốt khoa trương như vậy cứ an tĩnh nằm ở dưới hồ tương, tản ra từng sợi tinh khí nhẹ nhẹ, tẩm bổ tôm cá trong biển tương hồ. Truyền thuyết là thật, Đấy hồ thật sự có thi thể giao. Vương ca hô hấp gấp gáp, ánh mắt hắn theo cổ thi cốt khổng lồ kia, từ đuôi nhìn thấy đầu. Trong lúc bất chợt, vương ca ánh mắt hắn hoa lên, tại cự dao xương sọ bên trong nhìn thấy một đoạn nắm tay lớn nhỏ hắc khí. Hắc khí ngưng tụ thành một đoàn, lại hóa thành dao hình, mà ở vị trí giao thủ, có một đôi đồng tử dựng thẳng màu đỏ tươi phát sáng. Đây là Vương ca tinh thần hoảng hốt, sau một khắc, hắn liền nhìn thấy một đầu tứ túc dao. Tứ túc dao cực kỳ khổng lồ, vương ca ở thế giới này từng thấy cao nhất lớn nhất kiến trúc, ở đầu cự thú này trước mặt, cũng bất quá là đồ chơi lớn nhỏ. Vương ca ở trước mặt càng giống như con kiến hôi. To lớn, cực kỳ to lớn. Hình thể cự vật đánh sâu vào tinh thần vương ca. Tứ túc dao càng là miệng to như chậu máu mở ra, giống như trời sập, đập về phía vương ca. Còn không kịp lui về phía sau né tránh, vương ca chớp chớp mắt. Ngoài cửa sổ, ánh nước mênh mông mới tốt, sau cơn mưa trời lại sáng, trên mặt hồ tương hồ tràn đầy sóng gần lăn tăng giống như vàng vùng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy thuyền ngư dân, thả câu trên mặt hồ, hoặc thả lưới. Sau khi trời mưa, sẽ bởi vì chất nước cùng nhiệt độ biến hóa, đại đa số cá đều sẽ nổi lên mặt nước thở, lúc này nên là người câu cá đi ra hoạt động. Cảnh sắc tốt đẹp như thế, vương ca lại cảm giác tinh thần hoảng hốt. Nào có ác giao? nào có giao cốt. Sự vật Vương Ca vừa mới nhìn thấy, phản phất chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi. Không, không đúng. Vương Ca lắc lắc đầu, hắn phát hiện mình Minh Linh Chi Mâu ở trong vô thức giải trừ. Ác giao là thật tồn tại, ta vừa mới nhìn đều là thật, về phần vừa rồi đạo ảo ảnh kia. Hắn nghĩ đến thần đồng của mình kỳ dị phi phàm, có thức thiên thời, biết địa lợi, thông biến hóa, rình quỷ thần năng lực ta vừa mới thăm dò được uy thế của ác giao lúc còn sống, bị đánh sâu vào tâm thần. Vương ca hít sâu một hơi, bình phục tâm thần rung chuyển của mình, cũng cảnh cáo mình một câu. Sau này nếu gặp lại sự vật có liên quan đến thần ma truyền thuyết, thực lực chênh lệch quá lớn, không nên dễ dàng vận dụng minh linh chi mâu thăm dò. Minh linh chi mâu giải trừ, giờ phút này mắt thịt phạm thai hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy trên mặt hồ cảnh sắc thích ý sau cơn mưa trời lại sáng cùng cảnh tượng một mảnh tường hòa ngư dân giăng lưới, đều làm cho tâm tình hơi bất an của hắn dần dần ổn định lại. Nhìn lại phát hiện vừa rồi của mình, vương ca thầm nghĩ trong lòng. Truyền thuyết là thật, ác giao nếu có thể tồn tại, vậy thần nữ cũng có thể tồn tại đi. Khổng lồ như vậy, còn có thể gây sóng gió, chết mấy trăm năm vẫn có hài cốt bất hủ cự thú, sợ là đương thời võ đạo tông sư thấy biến sắc. Không biết kia có thể chém vết ác giao thần nữ lại là tu vi cỡ nào? Chẳng lẽ thật sự là tồn tại như thần tiên? Thần tiên kia có thể có vĩ lực dời núi lấp biển, lại có thể trường sinh nhìn lâu hay không? Vương ca càng suy tư, tâm tư vốn đã bình tĩnh lại cư nhiên lại rung chuyển. Hiện nay võ đạo tông sư cũng bất quá kéo dài thọ đến 150 tuổi, nhưng vương ca hôm nay chứng kiến ác giao sau khi chết mấy trăm năm vẫn như củ hài cốt hoàn hảo kỳ dị còn có thạch thai linh hầu đã hóa thành phân thân vương ca. Thiên địa tinh linh kia, dù là vẹn vẹn bị vây dinh dưỡng không đầy đủ phôi thai trạng thái, liền tồn tại thế gian này vượt qua 200 năm. Khẳng định có vượt qua nhân gian võ đạo lực lượng, những tinh linh dị chủng này đều có thể tồn tại vượt qua mấy trăm năm, nhân loại kia hẳn là cũng sẽ có biện pháp đột phá công cùng xiên xích, đạt được thần ma bình thường vĩ lực. Vương ca âm thầm nắm chặt tay, hôm nay một loạt tao ngộ không ngừng đổi mới thế giới quan của hắn. Hắn cảm giác mình tự như nhảy ra miệng giếng ếch, giờ phút này mới phát hiện trong thiên địa rộng lớn cỡ nào. Không thể tra tung tích thần nữ, nhưng con ác dao bị chém xác thực nằm ở đáy hồ, ta có thể lợi dụng một hai. Vương ca mới vừa toát ra ý niệm này, ngay sau đó liền nhíu mày. Nhưng vấn đề là, thi thể của nó nằm ở đáy hồ 50 mét dưới nước, bị bùn chôn vùi, lớp đá bao phủ đây cũng không phải quê nhà lam tinh của vương ca không có máy móc nào có thể trợ giúp bài tập dưới nước ta nhớ rõ kiếp trước người bình thường trần truồng lặn cực hạn giống như hơn 100 trăm mét tới lặn xuống nước vốn là khó khăn hoạt động dưới nước lại càng là bất tiện hơn nữa còn phải xuất khí lực quét sạch bùn lầy phá vỡ nham tầng mới có thể đem dao cốt lấy ra đây hoàn toàn không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được chứ vương ca hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được khó khăn trong đó ân, ừ, cái này cần võ đạo tu vi cực cao cường giả mới có thể làm được, tối thiểu phải là hoàn thành trong ngoài kim tu võ đạo tông sư. Võ đạo có sáu cảnh giới, nhưng ở cảnh giới thứ sáu, dưỡng bẩn, trước kia, võ giả cho dù có đồng gia sắc cốt, nhưng nội tạng vẫn là mềm mại yếu ớt. Vương ca liền cân nhắc đến trong quá trình lặn xuống nước, áp suất trong ngoài bất đồng, sẽ mang đến thương tổn cho nội tạng. Chỉ có sau khi dưỡng bẩn, võ giả mới có thể nhất thể trong ngoài, hơn nửa sức chịu đựng kéo dài, xuống nước nín thở gì gì đó, càng nhẹ nhàng buông lỏng, lực cánh tay mấy vạn cân, đục phá nham tầng cũng không thành vấn đề. Vương ca phán đoán phải võ giả cấp bậc tông sư võ đạo mới có thể xuống nước đào móc. Kết luận này để cho hắn có chút quể oải, dù sao vương ca hiện tại luyện nhục cảnh. Bằng không xin giúp đỡ người khác, chia sẻ tin tức, tuyển dụng một cái võ đạo tông sư. Vương ca mới toát ra ý niệm này, đã bị hắn lập tức bóp tắt loại bí mật này không thể chia sẻ, ta bây giờ còn rất nhỏ yếu, rất dễ bị người mơ ước, rước lấy hòa sát thân. Không thể dựa vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng giờ phút này vương ca có thể làm cũng chỉ có vọng hộ hưng đàm. Nghĩ thoáng một chút, tuy rằng chỉ có thể dựa vào chính ta đào móc giao cốt, nhưng ta kỳ thật cũng không phải không có cơ hội trở thành võ đạo tông sư, dù sao ta cũng có một bộ linh thai thạch hầu phân thân. Nghĩ đến sức mạnh của mình, vương ca cũng không lo được lo mất nữa. Chỉ cần phát dục tốt thạch thai linh hầu phân thân, không ngừng cường hóa thiên phú, hắn nhất định có thể trở thành võ đạo tông sư. Húng hồ thần nữ trảm giao chỉ là tương hồ dân gian truyền thuyết, cái này giao cốt không dễ nhặt, ta đây đi tìm hiểu địa phương khác thần thoại truyền thuyết, không chừng có thể gặp được một cái tốt thu hoạch, tự như tương âm huyện thần thạch sơn truyền thuyết, cái này không phải cho ta gặp vận may sao. Vương ca thay đổi suy nghĩ, nhất thời liền phát hiện một mảnh lam hải thị trường rộng lớn. Đối với thế gian này tồn tại thần ma dấu vết, mà ta lại có minh linh chi mâu bực này thần đồng, chỉ cần dụng tâm tìm kiếm, nhất định có thể phát hiện một ít manh mối, đạt được lực lượng. Vương ca vỗ vỗ tay, con mắt tỏa sáng, tìm được chính mình truy đuổi mục tiêu. Tâm tình kích động hồi lâu, lúc này truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Công tử, có việc mời gặp, vương đô đã tới. Đây là giọng của Yến Phi. Hết chương này. Chương 9 Tu Tiên Lầm Quốc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Tu Tiên Ngộ Quốc nghe được lời Yến Phi nói, vương ca hơi sửng sốt. Tâm tư chuyển dời, lúc này mới nhớ tới chính mình ngoại trừ cầu tiên hỏi ra, kỳ thật còn là việc vương người thừa kế. Vào đi. Vương ca nói. Nhìn Yến Phi đẩy cửa đi vào, vương ca lại lầm bầm nói phản ứng của các đại thần lại nhanh như vậy à vương ca vừa mới ở tương âm huyện ở lại không có hai ngày tính cả tin tức truyền đạt cùng chạy đi thời gian có thể tưởng tượng việc quốc văn võ bá quan tại nhận được thông tri trước tiên liền phái người tới bách quan công khanh cũng không dám chậm trễ công tử yến phi gật đầu nói trong lời nói là tôn sùng thân phận vương ca tiếp theo yến phi lại cúi người chắp tay nói công tử vương đô phái người tới là thái thường khanh cũng mang đến di chiếu của tiên vương thái thường dưới tam công một trong cửu khanh là quan viên phụ trách lễ nghi tông miếu lễ kế vị của việt vương cần phải tổ chức ở phương diện này chủ yếu là do thái thường phụ trách để thái thường tới tiếp kiến việt vương công tử là chuyện đối khẩu chuyên nghiệp vương ca khẽ gật đầu nhưng vẫn có vẻ ngoài ý muốn nói di chiếu của tiên vương đây là chiếu lệnh của lão việt vương trước khi lâm chung phát ra vương ca giật mình thầm nghĩ chính mình cái kia tiện nghi lão cha tại trước khi đi cũng không phải là không có làm chuẩn bị điều này làm cho hắn cảm thấy an tâm một chút trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt vậy xin mời thái thường khanh đến đây nói chuyện một chút yến phi gật đầu lập tức ra cửa thông báo nhân thủ truyền lệnh đem việc vương công tử đồng ý chuyển cáo thái thường khanh sau khi an bài xong yến phi trở lại bên cạnh vương ca làm hộ vệ một tấc cũng không rời là bổn phận của Yến Phi. Nhưng ở ngoài thân phận hộ vệ, Yến Phi giờ phút này có chút lo lắng. Không biết những công khanh kia, sau khi nhìn thấy công tử sẽ nói gì. Dù sao những năm này vương ca đều bị giam lỏng ở Kinh Đô, cùng những vương công đại thần kia chưa bao giờ tiếp xúc qua. Hơn nữa biểu hiện trước kia của công tử vương ca, cùng một ít bình luận. Nơi đây vui vẻ, bất tư việc, nói như vậy sợ là đã truyền đến tai vương đô triệu đường rồi. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Yến Phi hơi lo lắng. Nhưng mà hắn liếc mắt nhìn biểu tình của công tử Vương Ca, chỉ thấy đối phương lạnh nhạt thông dong, tự hồ không cảm thấy bao nhiêu ưu hỷ vì cuộc gặp mặt kế tiếp. Công tử giờ phút này đang suy nghĩ gì vậy? Yến Phi tò mò. Không bao lâu, hắn chợt nghe Vương Ca hỏi hắn. Yến Phi, ngươi nghe nói truyền thuyết thần tiên không? Yến Phi nghe vậy sửng sốt, không cần nghĩ ngợi nói. Ta nghe nói ở Đại Huyền Triều trước khi thành lập, có càng đế phái phương sĩ, tạo tiên chu ra biển tìm kiếm tiên sơn, nhưng mà hành động này không có kết quả, ngược lại lao dân hao tài, kích khởi dân phẫn dân oán vô số, chư huyện mấy quận liên tiếp khởi nghĩa càng đế nhân vật như vậy cả nước lực cũng chưa từng tìm được thần tiên, vậy thần tiên này hẳn là giả dối hư ảo sự tình. Vương ca nghe, ngược lại cũng nhớ tới thế giới này đã từng lịch sử. Trước khi Đại Huyền Đế Quốc thành lập, đế quốc trước miễn cưỡng làm được đại nhất thống tên là càng triều mà ở càng triều trước kia mảnh đất này là chư hầu các cứ cục diện về sau liền đại càng vị hoàng đế thứ nhất càng đế kết thúc loạn thế vương ca lúc trước nghe nói càng đế này hành động lúc liền có một loại lam tinh lão gia thủy hoàng đã nhìn cảm giác bất quá sau đó vương ca phát hiện có rất nhiều chi tiết không đúng suy nghĩ một chút cảm thấy đây là lịch sử tương tự kinh người dù sao đều là người xã hội dù là có siêu phàm võ đạo nhưng xã hội phát triển quỹ đạo cũng nhiều có tương thông địa phương khi dục vọng quyền lực đạt tới đỉnh cao sẽ nghĩ trường sinh cửu thị vĩnh viễn có được quyền thế của mình dưới ánh mặt trời không có chuyện gì mới mẻ chỉ cần là ở thế giới con người sẽ luôn xuất hiện người như càng đế cũng chính bởi vì như thế vương ca mới có thể nhạy bén phán đoán kế tiếp huyền đế muốn làm tước phiên đều là lịch sử kinh nghiệm những chuyện này tại vương ca lam tinh quê nhà đều phát sinh qua một lần hắn nguyên bản cho là mình rất quen thuộc nhưng mà hiện tại vương ca tiếp xúc đến thạch thai linh hầu cùng tương hồ giao cốt hắn không khỏi đối với thế giới này cảm giác xa lạ thầm nghĩ thế nhân đều cho rằng càng đế tìm tiên là chuyện si tâm vọng tưởng nhưng mà thế giới này thật sự tồn tại thần ma chi chủng hơn nữa còn thành phân thân của ta càng là có mấy trăm năm trước giao long trầm thi tương hồ cho nên năm đó càng đế phái người ra biển tìm tiên cũng chưa chắc là không có căn cứ hắn có lẽ là thật tìm được thần tiên manh mối vương ca vốn có ý nghĩ tìm kiếm dấu vết thần ma nghĩ đến sự tích càng đế vương ca liền có loại xúc động muốn đối phương nắm giữ manh mối thần tiên người khác mắt thường phàm thai tìm không thấy nhưng vương ca lại có minh linh chi mâu nhưng mà lúc này yến phi còn nói thêm công tử theo ta biết càng đế trước người cũng là võ đạo tông sư tu vi càng là đồn đãi nói càng đế sắp sửa đột phá, nhưng chính là càng đế lầm tin phương sĩ, nuốt cái gọi là trường sinh đan, độc đan phát tác hư hỏng càng đế võ đạo tu vi, càng đế lúc này mới chưa tới 70, buông tay nhân gian. Cả một đế quốc cũng sụp đổ. Hả? Lại còn có loại chuyện này. Vương ca nhướng mày. Yến Phi rất là trịnh trọng gật đầu. Ra biển tìm tiên sơn lao dân hao tài, tham ô độc đang bại hoại căn cơ, hôm nay sĩ phu đều trách cứ càng để tu tiên hại nước A. Tu tiên ngộ quốc. Vương ca biểu tình vi diệu. Hắn mím môi, cũng không có bị yến phi ngôn ngữ đã kích đến chính mình tầm tiên hỏi quyết tâm, dù sao hắn là thật gặp phải thần ma chi chủng. Tìm tiên là không có khả năng buông tha, cùng lắm thì sau khi trở thành Việt vương, chuyện này ta tự mình làm. Vương ca thầm nghĩ. Lúc hai người nói chuyện phím, có tùy tùng báo cáo, Thái Thường Khanh đã đến. Thái thường khanh quan cư chính tam phẩm, trung hai ngàn thạch, mang trường quan, phục làm thâm y của tổ tạo hóa trên dưới, treo quan ấn phối giải lụa, có ba màu xanh đỏ trắng, dài bảy thước. Vị thái thường khanh Việt quốc này là một nam nhân trung niên khí sắc hồng nhuận, rầu dê thon dại, ước chừng chừng 50 tuổi. Khí chất rất trầm ổn, ánh mắt nội liễm, tại nhìn thấy vương ca thời khắc đầu tiên, liền cúi người, hai tay giơ quá đỉnh đầu, cầm một phần chiếu thư kính xin công tử duyệt di chiếu của tiên vương. Thái Thường Khanh nói. Từ vương ca thần sắc trịnh trọng, hai tay tiếp nhận di chiếu, mở ra dây đeo, bắt đầu xem. Từ huyền đế thống trị thiên hạ, cô tất lấy tôn huyền triều chính thống cầm đầu vụ, trị quốc an ủi dân, ưu nguy tích tâm, khắc cần không lười biến, chuyên chí có ích cho dân. Là hời hốt tật di lưu, hầu như không thể hưng thịnh. Tử sinh thường lý, cổ kim nhân sở bất đắc dĩ, may mà kế thống đắc nhân, tông xã sinh dân có chỗ dựa. Công tử ca, năm mới 16, thiên tư nhân mẫn, ái đức hà sĩ, nghi tức vương vị. Trong và ngoài nước văn võ thần lưu đồng tâm phụ tá, lấy phúc dân ta thừa tướng chương viêm, ngày xưa là mưu sĩ dưới trướng huyền đế, nhiều lần lập lớn công, huyền đế xưng là có thể, nay là việc tướng, quần thần bách quan nên một lòng, phụng công thủ pháp, chớ nổi phân tranh, đại pháp tiểu liêm, vạn dân lạc nghiệp. Thái úy Triệu Thụy, từ nhỏ đã theo cô tả hữu, dũng mãnh quả cảm, làm cánh tay cô, hiện trú binh 9000 ở Miêu quận, phòng thủ hàng rào, lấy khiếp nam mang cừu khấu, đây là trọng trách huyền đế ủy cô, vì gốc rễ lập quốc an bang, nhớ kỹ, nhớ kỹ, không thể lơi lỏng nghi chậm. Từ không hàng đăng, lương tài cô đơn giản xuất, bằng khoan trung thuần, chuyện trong ngoài, chuyện không lớn nhỏ, tất cả đều cố gắng, bổ sung khuyết điểm, mong con ta ưu ái. Than thở ngày xưa huyền đế triệu chư hầu vào kinh hỏi chí hướng, cô tự trách mới sơ trí thiển, phúc đức có khuyết, sợ khó an dân, liền giao ba huyện Sơn Dương, Lâm Giang, Giao Tây, Di Binh Phù, mời Khánh Vương chấp trưởng. Khánh Vương giả, tài đức vẹn toàn, hoàng thất tông thân, tương vi lân cận, duy nguyện hai ban mạnh khỏe, cộng phù đại huyền xã tắc lập quốc an ban gốc trễ, một ngày là trách nhiệm, hai ngày là nhân từ. Dân chúng khổ loạn thế đã lâu, theo lý nên nghỉ ngơi lấy lại sức khinh bạc phú, khẩn điền khai hoang. Kỳ binh qua, kỳ khổ dịch, kỳ thuế nặng, cẩn thận lời nói việc làm, nguyện chư quân tuân thủ nghiêm ngặt cần cù. Ha ha, người cha này làm được, cư nhiên dạy con ruột bày bừa. Vương ca trong lòng chăm chọc. Hắn nhìn từng nội dung trên di chiếu, hắn cảm thấy lão Việt Vương có hiềm nghi hãm hại nhi tử. p Cuối cùng cái kia một đoạn dài, di chiếu, nội dung ha tác giả bản thân viết xong chính mình xem thời điểm, đều có một loại trung học ngữ văn khảo thí làm văn ngôn văn đọc để tác giả phỏng chừng hẳn là sẽ có một ít độc giả xem không quá thoải mái, tác giả chính mình viết đoạn này thời điểm cũng là vắt hết óc, các loại tra tư liệu, tương đối khó chịu. Nhưng mà, tác giả luôn cảm thấy có một số thứ không thể tiết kiệm, nếu lượt bỏ, viết văn sẽ không có vị kia. Cái này thật giống như một ít phim cổ phương Đông, phần lớn người xem đều là đến xem nội dung phim truyền hình đến xem soái ca mỹ nữ, ân oán tình cừu. Nhưng điều này không có nghĩa là phục hóa đạo của phim cổ ngẫu không quan trọng, tuy rằng đại đa số người xem lúc xem phim truyền hình sẽ không quá để ý, sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu những trang phục này, chỉ cần nhìn qua thoải mái là được. Nhưng tối thiểu phải phù hợp bối cảnh câu chuyện, phù hợp nhân vật thiết lập, không thể ra diễn. Có một số thứ, độc giả có thể không quá để ý, nhưng nhất định phải có tác giả cũng không thể qua loa với độc giả A. Di chiếu xem nội dung không thoải mái cũng không có việc gì, chương tiếp theo có bạch thoại giải thích. Cuối cùng, cầu sưu tầm, cầu truy đọc, cầu phiếu phiếu, tác giả bái tạ cu vực quờ, hết chương này. Chương 10 Dạy ngươi nằm ngửa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 10 Dạy ngươi nằm thẳng trên di chiếu có một nội dung. Phần mở đầu kia có thể qua loa bỏ qua đoạn giữa còn lại là người thừa kế lão việt vương khâm định xác lập chính thống cùng với bổ nhiệm miễn nhiệm quan viên trọng yếu xác định vương ca là người thừa kế cái này không thành vấn đề vấn đề là ở nhân tuyển tam công để mưu sĩ huyền đế làm thừa tướng việt quốc vương ca oán thầm ngoài mặt vẻ mặt hắn căng thẳng kỳ thực trong lòng điên cùng phun tào vương ca biết triều đình có tước phiên ý nghĩ đây là lịch sử quán tính sẽ không bởi vì một người nào đó ý nghĩ mà thay đổi vương triều đại thống nhất tự nhiên bài xích sự tồn tại của phiên vương nhưng vương ca thật sự là không nghĩ tới chính mình cái kia tiện nghi lão cha lại trực tiếp mời triều đình phái người tới làm chính mình thừa tướng thừa tướng chính là đứng đầu bá quan chính vụ lớn nhỏ đều phải qua tay thừa tướng có thể nói thừa tướng là người hiểu rõ nhất về vận hành quốc gia để huyền đế người đến làm việc quốc thừa tướng vậy thì tương đương với triều đình nắm giữ việt quốc toàn bộ hệ thống quan liêu loại kết quả này làm cho vương ca cảm giác rất sinh cỏ có loại cảm giác thần muốn tử chiến bệ hạ vì sao lại hàng trước triều đình này còn chưa bắt đầu tước phiên đâu đã đem quốc gia đại quyền giao cho triều đình bất quá vương ca cũng phát hiện lão việt vương tuy rằng bày nát nhưng không hoàn toàn bày nát chức tư không vẫn nắm giữ trong tay lão việt vương an bài chính là người một nhà tư không là phó thừa tướng còn nắm giữ quyền giám sát bá quan ở một mức độ nào đó có thể chế ước quyền lực thừa tướng lão việt vương còn ở trong di chiếu biểu thị hy vọng vương ca thân tính tư không chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể hướng tư không lãnh giáo học tập đây xem như lưu lại cho ta một người có thể sử dụng để ta không hoàn toàn mất khống chế triều đình vương ca trong lòng cảm khái chính trị ngầm quả nhiên là nghệ thuật cân bằng về phương diện quân quyền trên di chiếu viết rất rõ ràng thái úy đóng quân miêu quận phòng thủ biên cương khiến nam mang không dám xâm phạm theo vương ca biết ở việt quốc phía nam còn tồn tại một cổ rất mạnh mang nhân thế lực thường xuyên bắt thượng quấy nhiễu cướp tiền quấy nhiễu dân thái úy đóng quân ở đây không có vấn đề thái úy bản thân vẫn là lão việt vương bộ hạ điều này nhìn qua rất bình thường nhưng kết hợp với một điều khác trong di chiếu lão việt vương lại đem binh quyền khác đều chuyển giao cho khánh vương khánh vương cũng là phiên vương nhưng cùng huyền đế là dòng họ không phải vương ca như vậy gì tính vương vị trí địa lý của khánh quốc nằm ở giữa việt quốc và đại huyền triều lúc vương ca trở về đất phong còn đi ngang qua khánh quốc có thể nói việt nam và khánh quốc là láng giềng nhưng lão việt vương lại đem đại lượng binh quyền và ba mảnh đất giàu có đều tặng cho vị hàng xóm này tự chặt một cánh tay tỏ vẻ vô hại nếu như không phải bên người còn có yến phi còn có thái thường khanh tại vương ca muốn bảo trì phong độ bằng không hắn liền muốn kêu ra tiếng thừa tướng giao ra binh quyền cũng giao ra lãnh địa cũng giao ra vương ca kéo căng biểu tình hô hấp lại dồn dập vài phần ánh mắt hơi hít được rồi việt quốc hiện tại không phải không có binh chỉ là binh số lượng không nhiều lắm hơn nữa đều dùng để phòng ngự mang tộc còn có giữ gìn cơ sở trị an đối với khánh quốc phương bắc gần như là không đề phòng đương nhiên đề phòng cũng chưa chắc hữu dụng dù sao thừa tướng đều là người của triều đình t nghĩ như vậy ta cái kia tiện nghi lão cha tại đối mặt triều đình lúc bày ra đi vũ trang hóa tư thái mặt khác lại muốn canh phòng nghiêm ngặt ngoại tộc từng trong di chiếu có nhắc tới phòng thủ biên cương là trọng trách huyền để giao phó hơn nữa còn dùng từ ngữ trịnh trọng gốc trễ lập quốc để hình dung xem ra lão cha tiện nghi kia của ta cho rằng bảo vệ tốt biên cương chính là một trong những căn bản mà triều đình cho phép Việt quốc tiếp tục tồn tại. Hắn tại thần phục triều đình tỏ vẻ vô hại đồng thời cũng lưu lại nhất định phản chế thủ đoạn, tỷ như tư không cùng thái úy chức vị an bài, còn có 9.000 tinh binh cũng lấy phòng thủ biên cương lý do giữ lại. Vương ca suy nghĩ một chút. Hắn không cho rằng mình cái kia tiện nghi lão cha là trứng mềm ngu xuẩn, dù sao hắn tốt xấu cũng là từ loạn thế lăn lộn ra chứ hậu vương, thủ đoạn cùng mưu lược khẳng định là online. Thông qua một phong di chiếu, vương ca có thể nhìn thấy vị lão Việt vương này trước khi lâm chung lưu lại bố trí, để cho triều đình cùng Việt quốc có cân bằng vi diệu. Đơn giản mà nói, chính là Việt quốc cũng không có lòng phản loạn, hơn phân nửa binh quyền cùng tướng vị đều giao cho triều đình. Việt quốc liền giúp triều đình thủ biên cương, triều đình nếu muốn rút lui Việt quốc, phát binh tấn công Việt quốc, vậy không nói đến phản công của Việt quốc, chính là vấn đề Nam mang xâm lấn, còn phải triều đình các ngươi tự mình nghĩ biện pháp so sánh với sáu vị chư hầu khác họ, Việt quốc đúng là không đáng để triều đình hạ công phu, lão cha tiện nghi của ta xem như lấy lùi làm tiếng. Vương ca trong lòng sáng tỏ, xem như rõ ràng Việt quốc hiện nay tình cảnh. Chỉ có bốn chữ. An phận thủ thường, ta cái kia tiện nghi lão cha còn đặc biệt cường điệu, đương kim bách tính ghét chiến, khát vọng hòa bình, ở thời kỳ này, ta chỉ cần không làm chuyện khác người, không nghịch đại nghĩa, không trái dân nguyện triều đình cũng không có lý do điều động dân phu phát binh tấn công việt quốc xem như đem tất cả mọi chuyện đều an bài cho ta vương ca đem di chiếu đọc hiểu về sau đột nhiên phát hiện chính mình cái này tân việt vương giống như chuyện gì cũng không cần làm a à. chính vụ do triều đình phái tới thừa tướng phụ trách ta đụng không được phương diện quân sự thái úy đóng quân miêu quận binh lực không nhiều không ít chỉ đủ phòng thủ biên giới ta cũng không tốt chiêu binh mãi mã nhiều nhất chính là thông qua tư không, hiểu rõ văn võ bá quan hướng đi, không đến mức đối với triều đình hai mắt tối sầm, nhưng cũng chỉ giới hạn trong hiểu rõ cùng giám sát, những chuyện khác cái gì cũng không làm được. Lão cha tiện nghi kia chỉ để lại cho ta một con đường. Nằm thẳng. Vương ca âm thầm cắn răng. Nếu như hắn chỉ là một vương công đệ tử bình thường, cao không được thấp không được, vậy nằm thẳng đi làm chuyện mình thích, vậy cũng rất tốt. Vương quyền tuy rằng không ở trong tay, nhưng tài phú của Vương Vương ca có thể tùy ý tiêu xài. Mỹ nữ như mây, kim mê giấy túy, sống mơ màng màng, cái này đều có thể. Dù sao cũng không cần Vương ca quản sự, chỉ hưởng lạc là được. Nhưng Vương ca lại nghĩ đến phân thân thạch thai linh hầu của mình. Thần ma chi chủng, có thể trường sinh. Thiên địa tinh linh, thiên tư tuyệt luân. Siêu phàm vĩ lực đây chính là năm đó càng đế cả nước lực đều không thể tìm được tiên duyên, mà vương ca có cơ hội này. Ở mạc pháp đại thế, thạch thai linh hầu cần khí vận mới có thể cung cấp trưởng thành, mà ta tăng lên khí vận phương thức tốt nhất chính là trở thành đức quy song trọng Việt vương. Vương ca nhíu mày. Minh linh chi mâu âm thầm mở ra, hắn hít mắt, quét mắt nhìn thái thường khanh cuối người. Quan cư cửu khanh, thế gia đại tộc, khí vận trên người thái thường khanh hiện ra màu xanh tím, ba thành tím, bảy thành xanh, có chút bất phàm. Giống như người như vậy ít nhất còn có tám cái, hơn nữa tam công, cùng cái khác triều đình bá quan, nếu để cho bọn họ toàn bộ có thể quy ta sử dụng, khí vận của ta tăng lên, thạch thai linh hầu được bổ dưỡng sẽ càng nhiều. Vương ca âm thầm cân nhắc, dãy dùa lấy hay bỏ. Mà thái thường khanh cúi thấp đầu lại đột nhiên rung động, không hiểu sao cảm giác công tử vương ca trước người mang đến uy áp cho mình. Thái Thường Khanh không rõ nguyên do, cho đến khi bên tai truyền đến một giọng nói lạnh nhạt. Ngô đã duyệt di chiếu của tiên vương, Thái Thường Khanh có ý kiến gì không? Thái Thường Khanh phản ứng, lập tức đáp lại. Chọn ngày lành, triệu bá quan, nên đón công tử, về vương đô, tế trời xanh, thừa đại vị. Thái Thường Khanh trả lời quy củ cũ. Vương ca khẽ vuốt cầm, nói. Cho là như thế. Thái Thường Khanh chắp tay, đang muốn nói tiếp an bài lại nghe công tử vương ca nói bản công tử cũng xem qua tinh chí thiên văn ngược lại muốn cùng thái thường khanh lãnh giáo chọn phương diện học vấn thái thường khanh hơi sửng sốt có chút không rõ nguyên do nhưng mà vương ca khóe miệng dương lên hắn nghĩ đến giải quyết khó xử biện pháp hết chương này